Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 188. Kiếm khí phá không mang theo một sợi khói trắng, như mây tụ ra, lơ lửng không cố định, cũng không có dấu tích mà theo. Nếu đối thủ nhìn chằm chằm khói trắng, sau đó phản kích, nhất định sẽ bị trúng chiêu, trong nháy mắt bị mũi kiếm xuyên thấu cổ họng. Nếu đối thủ không để ý khói trắng cũng không ổn, bởi vì người ra chiêu sẽ từ hư hóa thực bất cứ lúc nào, đồng dạng cũng có thể lấy mạng người. Đây chính là tuyệt kỹ Bạch Vân xuất tụ trong Hoa Sơn kiếm pháp. Đáng tiếc, chiêu thức này đối phó người bình thường thì được, dùng trên người Hạ Thiên hoàn toàn không có một chút tác dụng. Đúng là ngớ ngẩn. Hạ Thiên nhếch miệng, chỉ thoáng giơ chân một cái tùy ý đạp đến bên cạnh. Chỉ thấy ở đó truyền đến một tiếng rên, sau đó một bóng người bay ra ngoài. Nhưng vị trưởng môn phái Hoa Sơn cũng không như vậy mà từ bỏ, thân hình dừng lại giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống, rút kiếm đâm vào đỉnh đầu Hạ Thiên. Đây cũng là chiêu thức của phái Hoa Sơn, tên là Thiên Thân Đảo Huyền. Đúng là không chịu tiếp thu bài học gì cả. Hạ Thiên lắc đầu, khoát tay chộp lấy mũi kiếm, sau đó vỏ kiếm giống như vỏ sắt vụn. Về phần trưởng môn phái Hoa Sơn, gương mặt của ông ta chịu một cước của Hạ Thiên, cả người bay ra ngoài, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không biết sống chết. Hạ Thiên nhếch miệng, kế tiếp là ai? Ta đề nghị các ngươi nên tiến lên cùng một lúc, đây là ta có lòng tốt nhắc nhở các ngươi. Hừ, để ta lĩnh giáo cao chiêu của các ngươi. Âm thanh này khá hữu lực, giống như sư tử hống. Oanh! Một trưởng vỗ ra ngoài, trưởng lực còn chưa đến đã có một ngọn lửa đốt đến. Hạ Thiên cười nói, ngươi là tên ngốc từ đâu ra thế? Chẳng lẽ ngươi muốn làm đồ nướng? Lão Phu là đại trưởng lão phái Tung Sơn Phí Thế Giám. Người đến là một đại hán râu quai nón. Ông ta căm tức nhìn Hạ Thiên, vừa rồi chỉ là một đại tung dương thần trưởng bình thường, để cho ngươi biết lợi hại. Tiếp theo, ta sẽ thiêu chết tên chuột nhắt ngươi. Hạ Thiên lắc đầu, nói nhiều quá. Đối phó loại ngu ngốc như ngươi tuyệt không tốn thời gian. Không thì ngươi đổi tên đi, gọi là đại trưởng lão phí vật đi, hoặc gọi tắt là đại phế vật. Mặc dù thực lực phái Tung Sơn không mạnh, nhưng lịch đại cũng không thiếu người nổi danh. Nghe Hạ Thiên nói, Phí đại trưởng lão tức đến mức giận sôi lên. Dám làm nhục lão phu như vậy, người muốn chết. Phí đại trưởng lão dậm chân phóng đến chỗ Hạ Thiên, bàn tay trái vận đại tung dương thần trưởng giấy lên ngọn lửa bừng bừng, tay phải đánh ra hàn băng thần trưởng, phát ra hàn khí lẫm liệt. Thôi đi, trước mặt băng hỏa linh thể ta. Chút băng hỏa đó của ngươi chỉ có trình độ con nít chơi nhà tròi mà thôi. Hạ Thiên khinh thường nói. Trên thực tế cũng đúng như lời hắn đã nói. Hạ Thiên cũng không né tránh, cũng không xuất kích trước, mà đón đỡ băng hỏa lưỡng trọng thiên của Phí đại trưởng lão. Phí đại trưởng lão rất nhanh ý thức được chỗ chênh lệch. Bất luận là đại tung dương thần trưởng của ông ta hay là hàn băng thần trưởng đều không tạo thành tổn thất gì cho Hạ Thiên. Ngươi rốt cuộc là... Ngươi có thể hấp thu chân khí của ta. Càng làm cho Phí đại trưởng lão kinh hồn táng đảm chính là ông ta phát hiện chân khí trong cơ thể mình hoàn toàn không bị khống chế, giống như hồng thủy, thông qua song trưởng trào về phía Hạ Thiên. Chút chân khí đó của ngươi, ta hoàn toàn không có hứng thú. Hạ Thiên nói, đây là chân khí trong cơ thể ngươi tự lựa chọn mà thôi. Quả nhiên là loại tà ma ngoại đạo. Lúc đó, âm thanh khàn khàn kia quát mắng. Loại tà ma ngoại đạo này, người người đều có thể chu diệt. Đối phó hắn không cần nói cái gì là đạo nghĩa giang hồ, mọi người cùng nhau xông lên đi. Lời này rất nhanh được người khác phụ họa, không sai, cần chi phải nói đạo lý với hắn. Chúng ta cùng tiến lên làm thịt hắn. Tiểu tử này lòng dạ hẹp hòi, không giết hắn, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Phí lão ca sắp không chịu được rồi, mọi người nhanh lên. Một lát sau. 7-8 bóng người từ trong bóng tối lao ra, tay cầm đao kiếm vận 12 phần thực lực, toàn bộ xông đến Hạ Thiên. Ta đã sớm bảo các ngươi cùng nhau xông lên một lượt rồi. Hạ Thiên chẳng những không hoảng hốt, ngược lại còn cười nhạo, bây giờ mới lên thì muộn rồi. Chỉ cần có thể giết được ma chủng ngươi, chẳng có khi nào là muộn cả. Âm thanh khàn khàn kia bỗng nhiên vang lên sau lưng Hạ Thiên, tiếp theo là một thanh kiếm đâm vào hậu tâm của hắn. Những người khác cũng thừa cơ hội đâm Hạ Thiên thành một cái sàng, ta không tin ngươi bất tử. Âm thanh khàn khàn kia rốt cuộc cũng lộ ra một chút hưng phấn.
Lúc này, giọng của Hạ Thiên bỗng nhiên từ một nơi không xa truyền đến, vẫn là giọng điệu lười nhác như cũ, chúc mừng các ngươi đã giết chết ông ta rồi, mà còn chết đến không thể chết hơn. Đám người vây công Hạ Thiên sợ hãi cả kinh, nếu Hạ Thiên không có việc gì, vậy bọn họ đâm chúng là ai? Phí đại trưởng lão, tại sao lại là ngươi? Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám người này kinh ngạc không hiểu, hoàn toàn không biết Hạ Thiên chạy đi như thế nào khi bị bọn họ hợp công, lại càng không rõ vì sao đao kiếm của bọn họ lại đâm vào người phí đại trưởng lão. Mọi người rút lui trước. Âm thanh khàn khàn kia cưỡng ép giúp cho mình bình tĩnh lại, nhẹ giọng nhắc nhở, Mạc huynh, Lý huynh, các ngươi phụ trách bắt người. Các ngươi có khí la võng, trước khống chế tên tiểu tử này lại. Sau đó, Cao huynh và Chính huynh sẽ dùng thác cốt phân cân thủ và tồi tâm trưởng phế tên tiểu tử kia đi. Cuối cùng, ta một kiếm xuyên tim, hoàn toàn kết liễu hắn. Những người khác gật đầu lĩnh mệnh, sau đó rút kiếm rút lui, một lần nữa chia nhau vây công Hạ Thiên. Đáng tiếc, bước đầu tiên trong kế hoạch của bọn họ đã thất bại. A, à, một người trong đó bỗng nhiên kêu lên thảm thiết, sau đó bay rớt ra ngoài, va vào vách đá thật mạnh, cả người ngã xuống đất không còn thở nữa. Lại thêm ba tiếng kêu thảm, ba người giống như con cá chết sụi lơ trên mặt đất. Tên tiểu tử đó lại đánh lén chúng ta. Âm thanh khàn khàn kia tức giận quát Hạ Thiên, quả thật vô cùng xấu hổ. Hạ Thiên cười nói, các ngươi đồng loạt ra tay, chính là giữ gìn chính nghĩa. Còn ta ra tay thì chính là đánh lén, tiêu chuẩn tốt quá nhỉ. Đáng tiếc, thực lực của các ngươi không được, nói trắng ra chỉ là một đống phế vật. Tiết Vạn Tinh, ngươi xong chưa? Âm thanh khàn khàn kia hơi luống cuống, mắt thấy người một nhà của mình từng người ngã xuống, đành phải thúc giục Tiết Vạn Tinh. Tuy nhiên, sau khi ông ta hô xong, chẳng có ai lên tiếng. Hạ Thiên lười biếng nói, đừng gọi nữa, khi các ngươi đối phó ta, lão ngốc đó đã bỏ chạy rồi. Người kia bối rối liếc nhìn bốn phía, quả nhiên không chỗ nào có bóng dáng của Tiết Vạn Tinh, ngay cả băng vạn phách cũng không thấy. Cái này, âm thanh kia thật sự luống cuống, chỉ biết mắng to, Tiết Vạn Tinh, tên chó hoang ngươi, ngươi cũng dám đùa nghịch ta. Hạ Thiên tuyệt không đồng tình, ngân châm trong tay hắn đâm thẳng vào mi tâm đối phương. Ngươi hơi ngốc nhưng bởi vì ngươi ra tay với ta, cho dù ngươi có ngốc hơn nữa, ta cũng phải tiễn ngươi một đoạn. Ngươi muốn giết ta, ta nhận. Âm thanh khàn khàn kia cười khổ, sau đó giữ tợn quát Hạ Thiên, nhưng ta muốn ngươi nhất định phải làm thịt tên cẩu vật Tiết Vạn Tinh kia. Trên dưới phái Thái Sơn ta sẽ cảm kích ngươi. Hạ Thiên hờ hững nói, ta hoàn toàn không có hứng thú với cảm kích của ngươi. Người này mò trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài ném cho Hạ Thiên. Lần này là do ta hám lợi mà đen lòng, ta đáng chết. Nhưng đệ tử phái Thái Sơn vô tội, xin ngươi thủ hạ lưu tình. Đây là lệnh bài trưởng môn. Có lệnh bài này, ngươi có thể triệu hồi trên dưới toàn phái, bao gồm cả linh mạch. Ngươi sắp chết, lời nói toàn là thiện. Nhưng chẳng liên quan đến Hạ Thiên. Hắn ngáp một cái, ta không phải thánh mẫu, cũng chẳng phải Bồ Tát. Ngươi đắc tội ta tuyệt phải nhổ tận gốc. Ngươi vô tội. Ta không có hứng thú muốn giết, nhưng người trêu chọc ta, người đó nên tiếp nhận hậu quả nghiêm trọng nhất. Được, vậy ta trước lấy cái chết tạ tội. Trưởng môn phái Thái Sơn mắt thấy không thắng được Hạ Thiên, cũng không thuyết phục được hắn, lại nghĩ đến lúc trước ông ta bị đám người Nhạc Vô Nhai lợi dụng, sau bị Tiết Vạn Tinh đùa bỡn, mất hết mặt mũi, nhất thời xấu hổ không chịu nổi, không đợi ngân châm Hạ Thiên phát tác, ông ta đã trực tiếp tự sát. Đám trưởng môn còn lại nhìn thấy. Lập tức học theo. Hạ đạo hữu, lần này chúng ta có mắt không tròng. Mặc dù linh mạch phái không động không có giá trị bao nhiêu, nhưng ta cũng bồi thường cho ngươi. Cửu Hoa Sơn chỉ là một ngọn núi nhỏ, thậm chí không có linh mạch, nhưng tổ tiên chúng ta có một bí pháp. Tấm lệnh bài này cũng xem như bồi thường. Hạ Thiên, ta là, đám người này nói xong, tất cả đều cầm đao kiếm dự định tự vẫn tạ tội. Hạ Thiên, đừng để bọn họ chết. Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy xông đến nói với Hạ Thiên, cứ thế mà chết đi thì có lợi cho bọn họ quá rồi. Bọn họ để lại lệnh bài của mình, đây không phải bồi thường mà là đào hố cho chúng ta. Thân ảnh Hạ Thiên lóe lên, tiện tay đâm vào đầu mỗi người một châm. Đám trưởng môn kia đột nhiên phát hiện bọn họ không thể động đậy, muốn chết mà chết không được.
cứ giao những người này cho ta xử lý. Ninh Nhụy Nhụy nói với Hạ Thiên, người đuổi theo Tiết Phản Tinh đi, ta có cảm giác ông ta sẽ bày ra chiêu trò gì nữa đấy. Hạ Thiên đích thật không có hứng thú quản lý những người này, tiểu muội chân dài, nàng muốn xử lý đám người kia làm sao thì tùy nàng, tuy nhiên giết là tốt nhất, chẳng cần quan tâm có phiền phức gì hay không. Chúng ta còn sợ phiền phức sao? Không phải là sợ phiền phức. Ninh Nhụy Nhụy nói, tóm lại cứ giao những người này cho ta xử lý là được. Người mau đi tìm tên trùm phản diện khiến người ta buồn nôn kia đi. Hạ Thiên hỏi, gia gia của nàng đâu? Ông ấy không sao đâu. Ninh Nhụy Nhụy đáp, Tả Vạn Đỉnh đã bị ông đính vào tường, không động đậy được. Giết thì phải chôn, thành ra chờ sự việc kết thúc rồi hãy nói. Tùy mọi người thôi, Hạ Thiên lười biếng nói. Tiết Vạn Tinh rốt cuộc cũng mở được cái hộp màu đen lấy từ trên người Nhạc Vô Nhai xuống. Một vòng ánh sáng màu đỏ nhạt từ trong hộp phát ra, sau đó nhanh chóng lóe lên, hơn nữa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dữ dội. Dần dần, ánh sáng màu đỏ nhạt từ trong miệng giếng phóng ra ngoài, một lát sau đã nhuộm đỏ cả ngọn núi. Cư dân dưới ngọn núi chợt phát hiện ngọn núi tuyết trắng mênh mông trải rộng vạn năm trong chớp mắt đã biến thành màu đỏ. Ha 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 ha! Tiết Vạn Tinh nhìn thấy tình huống đó, không khỏi cuồng tiếu, quả là thế, phát sáng đi, phát nhiệt đi, tỏa sáng đi, tốt nhất là nuốt hết linh mạch này, núi tuyết này, thậm chí toàn bộ thế giới, biến thành đồ của ngươi, sau đó hóa thành sức mạnh rót vào người của ta. Có như thế, ta mới có thể trường sinh bất tử. Ngươi điên rồi. Mặc dù băng vạn phách không biết đó là vật gì nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an mãnh liệt, cái này chính là tà vật, ngươi dùng linh mạch núi tuyết nuôi nó, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiết Vạn Tinh mỉm cười, sự vui mừng trên mặt đã không còn che giấu được, tà vật. Ha ha, kiến thức của ngươi quá ít, băng sư muội của ta. Thứ này ngươi có thể gọi là mảnh vỡ thiên đạo, cũng có thể gọi nó là kết tinh địa hạch, có lẽ sẽ còn có cái tên khác. Nhưng những thứ này đều không quan trọng, quan trọng chính là nó có thể giúp ngươi trực tiếp phi thăng thành tiên. Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì? Băng vạn phách thật sự nghe không hiểu, cái gì là mảnh vỡ, cái gì là kết tinh? Tiết Vạn Tinh vô thức nghiêng cổ một cái, ung dung nói, sư phụ kính yêu của chúng ta không nói gì với ngươi sao? Ngươi làm trưởng môn thất bại quá đi. Mặc kệ là cái gì, tóm lại nhất định không phải vật gì tốt. Băng vạn phách cũng không vì đối phương trào phúng mà tức giận, ngược lại còn tốt bụng nhắc nhở, ta ngược lại cảm thấy ngươi nhất định đã bị ai đó lừa gạt. Ngươi chưa chắc sẽ được trường sinh bất lão, thậm chí còn vì thứ này mà chết rất thảm. Hừ, ngươi đang ghen ghét với ta. Tiết Vạn Tinh hiển nhiên đã rơi vào tình trạng say đắm bản thân, nói cái gì cũng không nghe lọt, ta sắp trường sinh bất tử, phi thăng thành tiên. Đây là thành tựu mà tổ sư lịch đại phái Tuyết Sơn còn chưa đạt được. Ta mới là đệ nhất nhân giới tu tiên trái đất. Hạ Thiên hợp thời xuất hiện, khó chịu nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Với tiêu chuẩn đó của ngươi, đừng nói là đệ nhất, đứng thứ nhất vạn, thứ 100 vạn cũng còn tốn sức nữa là. Ha ha, ngươi đến đúng lúc lắm. Tiết Vạn Tinh nhìn thấy Hạ Thiên cũng không tức giận, ngược lại còn hưng phấn, lão phu muốn phi thăng thành tiên, ngươi là tên sâu kiến đầu tiên mà ta sẽ tiêu diệt. Hạ Thiên nhếch miệng, đầu óc của ngươi bị bệnh không nhẹ. Ngươi nói cái gì cũng đều vô dụng thôi. Tiết Vạn Tinh ngạo nghễ nói, từ trên cao nhìn xuống Hạ Thiên, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Ai cũng không cứu được ngươi. Đúng vậy, đúng lúc ta muốn tặng câu nói đó cho ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Lúc này, tinh phiến lơ lửng lại biến lớn hơn một chút, đột nhiên thu lại ánh sáng màu đỏ, rơi xuống lòng bàn tay Tiết Vạn Tinh. Phái Tuyết Sơn vốn không còn thừa bao nhiêu linh mạch, lúc này còn bị mảnh vỡ kia nuốt sạch. Tuyết trắng mênh mông bị hòa tan thành nước, thiếu chút nữa khiến cho hồ nước dưới chân núi quá tải. Nhiệt độ dưới chân núi đột nhiên giảm xuống mười mấy độ, khiến người ta lạnh cóng đến toàn thân phát run. Đến đây xem như xong. Tiết Vạn Tinh cầm mảnh vỡ, vẻ mặt còn điên cuồng hơn, mặc dù ta không cẩn thận hấp thu một chút sát khí nhưng chỉ cần thành tiên, một chút tỉ vết cũng không thành vấn đề. Băng vạn phách vẫn cố gắng thuyết phục, Tiết Vạn Tinh, người đừng chấp mê bất ngộ nữa. Đi tiếp, tuyệt đối là một con đường chết, lại còn liên lụy phái Tuyết Sơn vạn kiếp bất phục theo ngươi. Cút sang một bên, Tiết Vạn Tinh thật sự nghe không nổi nữa, một cước đạp băng vạn phách sang một bên,
nếu không phải sau khi lão phu thành thiên cần phải dùng đến tu vi của ngươi để tế luyện, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Ta để ngươi sống lâu như thế, ngươi còn không biết tốt xấu. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, này, lão ngu ngươi không phải muốn thành tiên sao? Vậy thì nhanh lên, đừng lãng phí thời gian nữa. Nếu còn tiếp tục, đầu óc của ngươi sẽ nổ tung đấy. Ha ha, tên tiểu tử ngươi đúng là muốn chết sớm. Tiết Vạn Tinh cười lạnh, vậy ta sẽ để cho ngươi mở mắt một chút, sau đó mới tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói xong, ông ta vận toàn bộ linh khí trong cơ thể rót hết vào bên trong mảnh vỡ cùng với một ít máu nhỏ vào bên trên, miệng bắt đầu đọc khẩu quyết cổ quái. Chỉ thấy mảnh vỡ kia một lần nữa phát sáng, nổi lên tầng huyết quang mỏng nhạt. Tiếp theo, từng sợi huyết quang dần dần như xương hiện ra, bao phủ cả người Tiết Vạn Tinh vào bên trong. Nhanh, mau cản ông ta lại. Mặc dù Băng Vạn Phách không rõ Tiết Vạn Tinh rốt cuộc đang làm gì nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất thường, người còn đứng ngây ra đó làm gì. Nhân lúc này giết chết ông ta đi, nếu để lâu sẽ không còn kịp. Nếu ngươi sợ chết, ngươi hãy giải khai huyệt đạo cho ta, để ta ra tay cho. Hạ Thiên không kiên nhẫn chừng lão thái bà một chút, lão thái bà, ngươi cầm miệng lại cho ta, ngươi đứng bên cạnh là được rồi. Ngươi! Băng Vạn Phách tức đến mức không chịu được, nhưng cơ thể lại không thể động đậy, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, sương mù màu đỏ càng lúc càng đậm, đậm đến mức muốn ngưng kết thành nước. Hạ Thiên nhìn chằm chằm sương mù màu đỏ, hơi cau mày một chút. Hắn đã từng nhìn thấy mảnh vỡ đó, hơn nữa còn không chỉ một hai lần, hình như gọi là ý chí mảnh vỡ trái đất. Cũng có thể gọi là mảnh vỡ thiên đạo. Tuy nhiên, miếng trong tay Tiết Vạn Tinh cùng với mảnh vỡ ý chí trái đất mà hắn đã thấy qua không giống nhau, có chút khí tức quỷ dị. Loại khí tức này rất có thể không phải đến từ trái đất, ngược lại có mấy phần giống với ma tộc trước kia. Nếu quả thật như vậy, điều này nói rõ mảnh vỡ này không phải mảnh vỡ ý chí trái đất mà là một mảnh vỡ ý chí của một thế giới không biết. Về phần mảnh vỡ này làm thế nào đến trái đất? Làm sao rơi vào tay đám người kia, hắn hoàn toàn không biết rõ, cũng không có ý định làm rõ. Điều duy nhất khiến Hạ Thiên hiếu kỳ ngay lúc này chính là mảnh vỡ đó rốt cuộc làm được cái gì, nhưng khẳng định không sử dụng để phi thăng thành tiên như Tiết Vạn Tinh đã nói. Vừa lúc để ông ta thí nghiệm xem nó có chiêu trò gì. Ồ, cơ thể của ta. Tiết Vạn Tinh chợt phát hiện có chút không ổn, cơ thể của ông ta bị huyết vụ nhiễm vào, bắt đầu hòa tan a. Tại sao lại thế này? Vì sao cơ thể của ta lại bị hòa tan? Cơ thể của ngươi chẳng những hòa tan, đầu của ngươi sẽ còn nổ tung. Hạ Thiên hờ hững đáp lại một câu. Không thể nào, ta muốn phi thăng thành tiên, tại sao lại chết? Lúc này, Tiết Vạn Tinh mới kinh hoàng la lên, chẳng lẽ hắn ta lừa ta? Không thể nào, không có lý nào lại như thế. Tiên nhân báo mộng không có khả năng có sai lầm. Nhất định vừa rồi tiểu tử ngươi lén lút làm, a. À. Phốc, một tiếng giòn vang, đầu Tiết Vạn Tinh thật sự nổ tung, cơ thể không đầu ngã xuống đất. Băng Vạn Phách không khỏi mờ mịt, lập tức hỏi Hạ Thiên, ngươi đã làm gì ông ta? Hạ Thiên nhếch miệng, ta chẳng làm cái gì cả. Vậy ông ta chết như thế nào? Băng Vạn Phách hỏi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thuận miệng nói, ai bảo ông ta chết? Đầu bị nổ tung. Chẳng lẽ không chết? Băng Vạn Phách hỏi lại. Bà vừa mới nói xong, chưa đến vài giây, chỉ thấy thi thể không đầu chậm rãi bỏ dậy. Huyết vụ sền sệt như tương bắt đầu thu hồi lại từng sợi một, mang theo không khí, thậm chí là linh khí trên người Băng Vạn Phách và Hạ Thiên, sau đó tập trung vào lỗ hổng trên đầu Tiết Vạn Tinh, ngưng kết ra một cái đầu mới. Bù! Cái đầu mới hít một hơi thật sâu, sau đó reo lên, thì ra đây chính là cảm giác thành tiên. Quả nhiên không giống như bình thường, toàn bộ thế giới đều không giống nhau, không khí lại thơm ngọt như thế. Hai người các ngươi nhìn thấy bổn tiên, tại sao lại không bái? Lúc này, cơ thể Tiết Vạn Tinh lơ lửng giữa không trung, lông mày che giấu thiên uy, vừa mới lên tiếng đã sinh ra áp lực khiến người ta không tự chủ được mà sợ hãi. Cái này, Băng Vạn Phách thiếu chút nữa không chống đỡ nổi, gương mặt lộ vẻ hoảng sợ, cơ thể bắt đầu run rẩy. Tu vi Tiết Vạn Tinh như thế nào, bà biết rất rõ, cũng chỉ mạnh hơn bà một chút mà thôi.
Nhưng tại sao lại có thể chỉ dựa vào một câu lại khiến bà sinh ra sợ hãi, đến mức không cách nào khống chế được cơ thể của mình? Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này có lẽ chỉ có một khả năng. Không thể nào. Băng Vạn Phách thật sự không cách nào tiếp thu được khả năng đó. Nếu thành tiên đơn giản như vậy, đám tu tiên giả ở trái đất kiên trì khổ tu thời gian dài đằng đẵng sẽ trở thành chuyện cười lớn đến cỡ nào? Hạ Thiên vẫn thái độ hờ hững như cũ, ngươi xong chưa? Tiết Vạn Tinh nhếch miệng cười một tiếng, chỉ vào Hạ Thiên mà nói, ngươi bất kính với tiên nhân ta, ngươi thật sự rất đáng chết. Ta sẽ bắt con kiến cỏ ngươi trước, thử thần thông tiên nhân của ta một chút. Chết đi! Tiết Vạn Tinh khẽ quát một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay, chỉ thấy một sợi tơ máu bắn tung tóe ra ngoài. Hạ Thiên lập tức né tránh, thiếu chút nữa tránh không kịp. Tơ máu kia sượt qua góc áo của hắn, giống như mũi tên đâm vào mặt đất, một giây sau băng tán thành một chùm huyết vụ. Để ta xem ngươi có thể tránh mấy lần. Tiết Vạn Tinh nhe răng cười không thôi. Sau đó vung tay lên, xương đỏ trong lòng bàn tay hóa thành vô số vụn châm giống như mưa to màu đỏ, bất luận giữa không trung hay là mặt đất, tất cả đều trải rộng châm cước tinh mịn. A! À, Băng Vạn Phách không cách nào trốn tránh, bị mấy trăm châm nhỏ màu đỏ ghim chúng. Đau đến kêu la thảm thiết. Ha ha ha, ngươi trúng vụ huyết thần châm của ta, chưa đến mấy phút, toàn thân của ngươi sẽ nát giữa mà chết. Tiết Vạn Tinh nhìn thấy tình huống này, không thể nhịn được cười, băng sư muội, từ bỏ dãy dụa đi. Sau khi ngươi chết, linh hồn của ngươi sẽ bị ta hấp thu, trở thành sức mạnh của bổn tiên. Băng Vạn Phách thật sự muốn mắng chửi người nhưng còn chưa kịp há miệng, người đau đến hôn mê bất tỉnh. Hạ Thiên, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Tiết Vạn Tinh nhìn thấy Hạ Thiên vẫn còn đang di chuyển né tránh, không khỏi cười lạnh, khinh công của ngươi cho dù tốt cũng vô dụng thôi. Ngươi có bao nhiêu linh khí có thể chống đỡ chứ? Còn ta đã là tiên nhân, có thể sử dụng linh hồn người chuyển hóa chu thiên, linh khí sẽ liên tục không ngừng. Ngu ngốc! Hạ Thiên nhếch miệng, sau đó ngừng lại, nhẹ vung tay lên, đánh lui đám châm màu đỏ. Nói đến dùng châm, ngươi làm đồ tôn của đồ tôn của đồ tôn, của một vạn lần đồ tôn ta cũng không xứng. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, giữ ngón tay sáng lên định hải thần châm. Hừ, loại ngân châm bình thường của ngươi làm sao đánh đồng với vụ huyết thần châm của ta. Ánh mắt Tiết Vạn Tinh hiện lên sự khinh thường, song trường hợp lại, càng nhiều huyết vụ từ đỉnh đầu ông ta tràn ra ngoài, hóa thành huyết châm vô tận, trút xuống Hạ Thiên như mưa. Hạ Thiên đang định phản ứng. Bỗng nhiên toàn thân hắn run lên. Hắn cảm nhận được giữa không trung vô tận dường như có một sức mạnh không biết đang chăm chú nhìn hắn. Đó là một sự uy nghiêm vô tận, tồn tại đó hắn chưa từng cảm nhận qua, khiến cho toàn thân trên dưới của hắn không thể động đậy, khí huyết cuồn cuộn. Sao, nơi này là nơi nào? Hạ Thiên chợt phát hiện hắn đang ở bên trong một hoàn cảnh rất lạ lẫm, xung quanh cái gì cũng không có. Tiết Vạn Tinh không thấy đâu. Huyết châm đầy trời cũng không còn, thậm chí Băng Vạn Phách cũng không thấy bóng dáng. Nơi này giống như một hư không, hoặc có thể nói là không có khái niệm không gian, khả năng ngay cả thời gian cũng chưa hẳn tồn tại. Hạ Thiên cũng không bối rối, vô cùng tỉnh táo phân tích hiện trạng của mình. 2-3 giây trước đó, hắn vẫn còn đang ở dưới đáy giếng linh núi tuyết, đối mặt với công kích phụ huyết châm của Tiết Vạn Tinh, kết quả hắn còn chưa ra tay. Một luồng sức mạnh không biết tên đã khống chế cơ thể hắn, đưa hắn đến đây. Hẳn không phải lão ngốc kia làm chứ, ông ta không có bản lãnh đó. Hạ Thiên rất nhanh bác bỏ khả năng Tiết Vạn Tinh gài bẫy. Mặc dù đối phương tự xưng là tiên nhân, thật ra chỉ là bị mảnh vỡ kia khống chế tâm trí sinh ra ảo giác mà thôi. Tiết Vạn Tinh không có bản lãnh đó, hiện tại Băng Vạn Phách bản thân khó đảm bảo, lại càng không thể nào. Giải thích duy nhất chính là mảnh vỡ thiên đạo phát ra ánh sáng màu đỏ kia. Đồ chơi kia tuyệt đối không phải đồ vật trên trái đất. Nói cách khác, rất có thể là mảnh vỡ ý chí thế giới khác. Về phần tại sao lại rơi xuống trái đất, làm thế nào bị nhạc trưởng môn lấy được, từ đó tiện nghi cho Tiết Vạn Tinh, Hạ Thiên không biết, cũng không hứng thú muốn biết. Hiện tại, vấn đề là Hạ Thiên chợt phát hiện thứ này dường như có phản ứng bài xích với nghịch thiên bát châm của hắn. Đây là một loại phản ứng giống như Lâm Đại Địch, mà còn là thiên địch. Hạ Thiên muốn biết đằng sau địch ý này là ai đang giở trò quỷ. Cho nên hắn tận lực để lộ sơ hở,
để mảnh vỡ kia cho rằng nó đã có được cơ hội hủy diệt hắn. Không nghĩ đến mảnh vỡ đó lại đưa hắn đến cái nơi khó hiểu này. Hư không này nhất định có quan hệ rất lớn với mảnh vỡ kia. Nó mang hắn vào đây, khẳng định muốn mượn đao giết người. Chỉ là không biết cây đao mà nó mượn rốt cuộc là cái gì. Cũng may mảnh vỡ quá nhỏ, năng lượng không đủ, chút trình độ trước mắt còn chưa đủ gây thương tổn được cho hắn. Nơi này không đơn giản, tất nhiên ẩn giấu bí mật nào đó. Nói không chừng còn có liên quan đến nghịch thiên bát châm. Bởi vì hắn cảm nhận được bên trong hư không mơ hồ có một luồng sức mạnh đang đến gần hắn. Hạ Thiên cảm nhận được một khí tức nguy hiểm đã lâu không gặp. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức vận chuyển băng hỏa linh thể, trước giải khai trói buộc vô hình đối với cơ thể hắn, sau đó lấy ra ngân châm đâm vào hư không. Trong lúc dường như ngân châm đâm phải thứ gì đó, Hạ Thiên bỗng nhiên cảm giác áp lực toàn thân không còn, trở về với hiện thực. Ngươi trúng nhiều vụ huyết thần châm của bổn tiên như vậy mà không chết. Tiết Vạn Tinh giống như nhìn thấy quỷ, mở to mắt nhìn Hạ Thiên, có chút khó có thể tin, vừa rồi rõ ràng ngươi không có hô hấp, tại sao bây giờ lại sống lại? Vụ huyết thần châm đúng không? Hạ Thiên bất mãn nhìn Tiết Vạn Tinh một chút, sau đó nói, thêm đi, thêm nhiều vào, đừng có không nỡ mà không chịu ra tay. Ngươi muốn giết ta hay là muốn xoa bóp cho ta vậy? Tiết Vạn Tinh nghe Hạ Thiên nói, tức đến mức hai mắt phun lửa, mắng to, tiểu tử, nếu ngươi không muốn chết, bổn tiên sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, huyết phụ lại cuồn cuộn, biến thành đoàn châm tinh mịn bắn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên động cũng không động, tiếp nhận vụ huyết châm. Kết quả, một chút phản ứng cũng không có. Chẳng những hắn không tiến vào hư không kia, ngay cả cảm giác khác thường cũng phai nhạt. Ngươi không được rồi, một chút cảm giác cũng không có. Hạ Thiên khó chịu nói, vụ huyết thần châm của ngươi chỉ có ngần ấy thôi sao? Tiên nhân ngươi quá phế vật đi. Ngươi khinh người quá đáng. Tiết Vạn Tinh nộ khí công tâm, huyết khí trên dưới toàn thân băng tán, cắn răng nói, bây giờ ta giết ngươi, để xem ngươi còn cuồng vọng như vậy không. Lần này, ngay cả châm hình cũng không thèm ngưng kết, huyết khí vô tận như xương nhào về phía Hạ Thiên. Còn chưa đủ. Thân hình Hạ Thiên lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tiết Vạn Tinh, tay trái siết chặt quả đấm đánh tới. Ha ha, lão phu đã là tiên nhân, cơ thể có thể biến thành huyết vụ bất cứ lúc nào. Quả đấm của ngươi đánh không được ta đâu. Tiết Vạn Tinh cười ha hả, thân hình dần dần biến thành từng sợi huyết khí, bốc hơi thành xương. Thật sao? Giữa ngón tay phải Hạ Thiên sáng lên ngân châm, điểm vào Tiết Vạn Tinh, vậy ta sẽ để ngươi biến không được nữa. Một châm đâm qua, huyết vụ đang tản khắp nơi quả nhiên ngưng tụ lại. Cái này sao có thể? Tiết Vạn Tinh hoảng sợ không thôi. Lúc này, nắm đấm của Hạ Thiên đã đến. Bành! Một quyền đánh tới. Tiết Vạn Tinh hoàn toàn không chống đỡ được, bay rớt ra ngoài, nặng nề đâm vào vách núi đá, há miệng phun ra một cột máu. Tại sao, lão phu rõ ràng đã thành tiên rồi. Ánh mắt Tiết Vạn Tinh tràn ngập sợ hãi và nghi hoặc, dựa theo những gì người kia nói, lão phu đã là vụ huyết tiên thể, hẳn không còn thực chất, tại sao ta còn bị ngươi đánh trúng? Ngươi nói người kia là ai? Thân hình Hạ Thiên như quỷ mị vọt đến trước mặt Tiết Vạn Tinh, lười biếng hỏi. Điều này không liên quan đến ngươi. Tiết Vạn Tinh đột nhiên lấy lại tinh thần, quát to, bổn tiên còn chưa thua đâu. Ta có thủ đoạn giết ngươi. Chỉ một hai quyền, bổn tiên xem như bị muỗi đốt. Bành! Lời còn chưa nói hết, gương mặt đã bị một quyền của Hạ Thiên, răng trong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiết Vạn Tinh thật sự không thể nào hiểu được. Ông ta phát hiện mình đã không cách nào vụ hóa, thậm chí cũng không cách nào né tránh. Hơn nữa còn đau gấp bội, vì sao lại như thế? Lão phu là tiên nhân mà. Bành! Hạ Thiên lại một quyền đập tới, khó chịu nói, người còn trò mới gì không? Chẳng lẽ ngay cả từ mới cũng không có sao? Đừng, đừng đánh nữa. Tiết Vạn Tinh phát hiện mình không cách nào né tránh nắm đấm của Hạ Thiên, cơn đau càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho ông ta không cách nào chịu đựng được, cũng không còn làm ra vẻ tiên nhân như trước, bổn tiên, không. Lão phu nhận thua, tha cho ta một mạng đi. Bành! Hạ Thiên một quyền đập xuống. Phốc! Tiết Vạn Tinh thống khổ không chịu nổi, mặt bị đánh đến không còn hình dáng,
Oán giận nói, lão phu đã nhận thua, còn cầu xin tha thứ, vì sao ngươi còn muốn đánh ta? Ngươi cầu xin tha thứ là chuyện của ngươi, có liên quan gì đến ta? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, hờ hững nói, ngươi nhận thua thì ta không đánh ngươi nữa à? Ngươi cầu xin tha thứ thì ta không thể không đánh ngươi. Đó là dĩ nhiên. Tiết Vạn Tinh không thể nào hiểu được, đây chính là đạo nghĩa giang hồ. Mặc kệ có thù hận như thế nào, nếu đối thủ đã cầu xin tha thứ, ngươi nhất định phải dừng tay. Nếu không, ngươi chính là ác đồ không còn nhân tính, người trong giang hồ có thể tru diệt ngươi. Nếu ngươi đánh ta, ngươi chính là không biết nói võ đức, không có chút đạo nghĩa, a. À. Bành! Hạ Thiên nghe xong, tâm trạng cảm thấy rất khó chịu. Một quyền đập tới, nói giống như những âm mưu quỷ kế hại người giết người trước kia của ngươi đều là đạo nghĩa. Giết ta đi. Tiết Vạn Tinh cảm thấy cơn đau tăng gấp 100 lần, ngay cả hô hấp cũng đau đến muốn chết, nhưng lại không làm gì được. Không vội. Hạ Thiên ung dung nói chết, ngươi nhất định sẽ chết. Nhưng trước khi chết, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Tiết Vạn Tinh một chút cũng không do dự, hỏi đi, ngươi hỏi cho nhanh. Hỏi xong, ngươi giết ta đi. Mảnh vỡ màu đỏ đó ở đâu ra? Hạ Thiên hỏi. Tiết Vạn Tinh trả lời, ta đoạt được từ trong tay Nhạc Vô Nhai, a. À. Trả lời sai rồi, Hạ Thiên lại đánh qua một quyền. Ta nói là thật mà, ta lấy được nó từ trên người Nhạc Vô Nhai. Tiết Vạn Tinh vừa lặp lại xong, phát hiện nắm đấm Hạ Thiên như muốn đánh tới, lập tức sửa lại, là ta giật dây Nhạc Vô Nhai lấy từ một nơi rất bí ẩn. Hạ Thiên hỏi, là nơi nào? Ta cũng không rõ nữa. Tiết Vạn Tinh bị Hạ Thiên đánh cho sợ, vội khai thật toàn bộ, có một tiên nhân báo mộng cho ta, nói ở một nơi nào đó có bí bảo, bảo ta đến lấy. Nhưng ta sợ trong đó có trá, cho nên ta đã nói lại nơi cất giấu cho Nhạc Vô Nhai biết. Ai biết được nơi đó thật sự có bí bảo. Nhạc Vô Nhai dựa vào vật đó thành lập liên minh Cửu Sơn, thực lực vượt qua cả ta. Hạ Thiên khinh thường. Thuận miệng nói, lão ngốc đó còn không phải bị ngươi ám toán chết sao? Cũng chỉ là phế vật, có gì mạnh hơn ngươi đâu. Về sau, ta lại mơ thấy vị tiên nhân đó. Tiết Vạn Tinh run rẩy nói, khoảng thời gian trước, vị tiên nhân đó đã nói trong giấc mơ rằng người bên trong hắn ta là ta, bảo ta nhất định phải lấy cho bằng được mảnh vỡ thiên đạo đó về, sau đó sử dụng phương pháp mà hắn ta đã dạy để tế luyện, về sau nhất định có thể phi thăng thành tiên. Hạ Thiên cao mày, tiên nhân đó ở đâu ra vậy? Không biết, tiên nhân chính là tiên nhân. Tiết Vạn Tinh lắc đầu, trong mơ, ta không hề nhìn thấy mặt của hắn ta. Bởi vì uy nghiêm của hắn ta quá mạnh, đừng nói ngẩng đầu, ngay cả ta duy trì tư thế quỳ cũng phải hao phí rất nhiều khí lực. Hạ Thiên hỏi tiếp, tiên nhân kia còn nói cái gì không? Không. Tiết Vạn Tinh suy nghĩ một lát, bỗng nhiên lại nói, hắn ta đã từng nói. Sẽ gặp qua, phốc. Hạ Thiên đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng tránh ra. Ánh mắt Tiết Vạn Tinh mở thật to, cả người biến thành một chùm huyết vụ. Là ai? Hạ Thiên cau chặt lông mày, tâm trạng cực kỳ khó chịu, người mau cút ra đây cho ta. Đừng đến, đừng đi, đừng xen vào việc của người khác. Một âm thanh sâu kín, như xa như gần, chợt cao chợt thấp vang lên. Ngươi là ai? Thần thức linh mẫn của Hạ Thiên rất nhanh bắt được nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy chùm huyết phụ tụ lại cùng nhau, trở thành tinh phiến vỡ vụn, tung bay giữa không trung, nổi lên ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Lại còn lớn hơn không ít, Hạ Thiên lạnh giọng nói, rốt cuộc ngươi là cái thứ gì vậy? Mảnh vỡ thiên đạo phát ra âm thanh quỷ dị phiêu hốt, ta là tiên nhân vô thượng ở sâu không vô tận, mượn mảnh vỡ tinh hạch truyền dụ cho ngươi. Nếu ngươi bái làm môn hạ của ta, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một pháp môn, ngươi có thể dùng nó để tu tiên, Bạch Nhật Phi Thăng. Hạ Thiên chào phúng, ngươi nói Bạch Nhật Phi Thăng, có phải giống như tên ngốc vừa rồi không? Giữa ban ngày nổ thành một chùm huyết vụ. Tư chất của ông ta quá bình thường, khó mà làm được chuyện lớn. Âm thanh kia nói tiếp, ngươi thì khác, ta cảm nhận được một ý vị khác trên người ngươi, tiềm lực siêu phàm. Nếu ngươi làm môn hạ của ta, tương lai của ngươi sẽ bất khả hạn lượng. Quên đi, ta hoàn toàn không có hứng thú với Bạch Nhật Phi Thăng gì của ngươi cả. Hạ Thiên lạnh giọng cảnh cáo, nơi này là trái đất, không chào đón mấy thứ loạn thất bát tao ngươi. Hoặc ngươi tự biến, hoặc ta tiêu diệt ngươi.
Âm thanh kia cười khẽ, ta vốn có lòng tốt, nhưng lại bị ngươi nghi kỵ như vậy. Nếu là như thế, ta cũng không nói nhiều. Ta chỉ nhắc nhở một câu, liên minh tu tiên đã phái người đến chỗ của ngươi. Nếu ngươi không muốn chết, hãy thông qua mảnh vỡ này cầu cứu ta. Hạ Thiên thản nhiên nói, không cần. Âm thanh kia biến mất, mảnh vỡ đang bay giữa không trung rơi xuống, trở thành tinh thạch màu đỏ bình thường. Đáy giếng bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài, ngươi không nên từ chối hắn ta như vậy. Khả năng trái đất sắp xong rồi. Ngươi thật sự quá lỗ mãng. Một bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện, tiến lên nhặt lấy khối tinh thạch màu đỏ, ước lượng trong tay, sau đó ghét bỏ ném cho Hạ Thiên, thứ này vô dụng. Lời người kia nói, tốt nhất ngươi đừng nên tin. Hạ Thiên cũng không tiếp, mặc cho tinh thạch rơi xuống mặt đất. Hắn quay người nhìn người đến, hỏi một câu, ngươi là ai? Này, Hạ Thiên, ngươi đang giả mất trí nhớ với ta đúng không? Gương mặt thiếu nữ áo đỏ hiện lên vẻ bất mãn, ta là Trương Lăng Linh, chúng ta đã từng gặp nhau ở bí cảnh Quy Khư, còn có bí cảnh U Minh. Trước kia ngươi không có hình dáng như vậy. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thế ngươi đến đây làm gì? Trương Lăng Linh cười khổ, ngươi gây ra động tĩnh lớn đến như vậy, nếu ta không đến, trái đất sẽ bị hủy trong tay của ngươi. Đừng nói giống như bản thân ngươi đại nghĩa lẫm nhiên lắm vậy. Hạ Thiên phiền chán nhất chính là loại giọng điệu đó. Hắn bất mãn nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì? Không nói thì biến, không biến thì chết. Đúng là càng ngày càng thô. Trương Lăng Linh lắc đầu thở dài, cũng không có ý định so sánh Hạ Thiên với cái gì, nói thẳng ý đồ của mình đến đây, người kia có một chuyện khả năng không có nói sai. Liên minh tu tiên xác thực sẽ phái người đến. Hạ Thiên tuyệt không để ý, thản nhiên nói, liên minh tu tiên không phải đã từng phái người đến đây mấy lần sao? Hòa thượng mà ngươi cứu bên trong bí cảnh U Minh đấy. Cứ xem là thế đi. Trương Lăng Linh cũng không trực tiếp thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Trịnh trọng nói, ta từ miệng hòa thượng kia hỏi được một ít tin tức hữu dụng, người có muốn nghe không? Hạ Thiên trả lời rất quả quyết, không muốn. Người không nên hành động theo cảm tính. Trương Lăng Linh có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Thiên, tận tình nhắc nhở, chuyện này không thể coi thường được, thậm chí liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ trái đất, người lạnh lùng như vậy không được đâu. Hạ Thiên hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, mấy chuyện bắt cóc đạo đức này. Hắn xưa nay không bị mắc lừa. Muốn ta giúp thì cứ nói thẳng, còn muốn lợi dụng ta làm cái gì đó thì miễn đi. Hạ Thiên thản nhiên nói, nếu không phải ngươi đã giúp ta và tiểu muội chân dài bên trong bí cảnh U Minh, bây giờ ngươi đã bị ta đánh một trận rồi. Được rồi, cứ xem như ta cầu ngươi hỗ trợ vậy. Trương Lăng Linh cũng biết tính cách của Hạ Thiên như thế nào, chỉ là không nghĩ đến con hàng này lại đạt đến tình trạng như thế, tuy nhiên. Nơi này không phải là nơi nói chuyện. Ai biết được đám người ma tộc có bố trí cạm bẫy gì ở đây hay không? Khi nói, ánh mắt Trương Lăng Linh lại liếc nhìn băng vạn phách đang nằm cách đó không xa. Ta không phải, băng vạn phách muốn giải thích, nhưng Trương Lăng Linh lại đánh ra một luồng linh quang đánh ngất băng vạn phách. Vẻ mặt Hạ Thiên vẫn không ra làm sao, thế ngươi muốn nói ở đâu? Đến Giang Hải đi. Trương Lăng Linh suy nghĩ một chút. Sau đó nói, cao ốc tập đoàn thần y của các ngươi cũng không tệ. Ta còn tưởng rằng ngươi nói muốn đến tiểu tiên giới chứ. Dù sao cửa vào ngay trên đỉnh núi tuyết. Hạ Thiên kỳ quái nhìn Trương Lăng Linh, trong giọng nói không khỏi mang theo ý vị trêu chọc. Ở đó có hai nữ nhân của ngươi, ta không phải đối thủ. Trương Lăng Linh có chút khó chịu nói, nếu ta đến đó, chẳng may các ngươi trở mặt khống chế ta biết đi đâu mà khóc đây. Nếu ta muốn khống chế ngươi, đi chỗ nào cũng vô dụng thôi. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói. Trương Lăng Linh lắc đầu, vậy cũng không nhất định. Hạ Thiên thản nhiên nhìn Trương Lăng Linh, cũng không có ý định ra tay. Này, Hạ Thiên, chỗ của ngươi không có việc gì chứ? Miệng giếng bỗng nhiên vang lên tiếng kêu của Ninh Nhụy Nhụy. Đương nhiên không có việc gì, ta làm sao mà có việc gì chứ? Thân hình Hạ Thiên lóe lên. Bay ra khỏi miệng giếng, ôm lấy Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, có phải nàng nhớ ta không? Ngươi thôi đi. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên, hơi tức giận nói, ngươi chẳng bao giờ nghiêm túc cả. Bây giờ là lúc nói cái này sao? Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta cảm thấy rất đúng lúc. Mặc kệ ngươi.
Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, chuyện như thế nào rồi? Tên Tiết ngớ ngẩn gì đó đã chết. Hạ Thiên thuận miệng đáp. Lúc này có người vội vã xông đến, hỏi Hạ Thiên, nãi nãi của ta đâu? Chưa chết đâu. Hạ Thiên đáp, sau đó hô xuống giếng một tiếng, này, làm phiền ngươi ném lão thái bà kia lên giùm. Ninh Nhụy Nhụy biến sắc, có chút cảnh giác hỏi, đáy giếng còn có người khác sao? Tiểu muội chân dài, không cần khẩn trương. Hạ Thiên xoa xoa sau lưng Ninh Nhụy Nhụy, cười nói, là người quen của nàng đấy. Ninh Nhụy Nhụy nghi ngờ hỏi, người quen của ta? Là ta. Trương Lăng Linh thở dài, tiện tay nâng cơ thể băng vạn phách lên. Sau đó nhẹ nhàng bay ra khỏi đáy giếng, xuất hiện trước mặt Ninh Nhụy Nhụy. Tại sao ngươi lại ở đây? Ninh Nhụy Nhụy nghe được giọng nói này, gương mặt không khỏi hiện lên sự vui mừng. Trải qua khoảng thời gian ở chung bên trong tàn cảnh U Minh, các nàng đã là bạn tốt. Hạ Thiên nói, nàng ta vẫn ở bên cạnh xem kịch. Nghe xong, băng ngữ hạ không khỏi cau mày, có chút địch ý nhìn Trương Lăng Linh. Thực lực nữ nhân này khẳng định không thấp. Lại ngồi nhìn tình thế phát triển đến tình trạng như vậy, cho dù không phải là địch nhân phái Tuyết Sơn, cũng tuyệt không phải bằng hữu phái Tuyết Sơn. Ngươi đừng nhìn ta như thế. Trương Lăng Linh thản nhiên nói, bây giờ phái Tuyết Sơn biến thành bộ dạng như vậy, là do năng lực của bà ta không tốt. Cho dù ta không đứng xem, cũng sẽ không dẫn đến kết cục tốt hơn. Băng ngữ hạ im lặng không nói. Được rồi, chuyện của phái Tuyết Sơn rất phức tạp. Cũng không phải một lát là có thể nói rõ được. Ninh Nhụy Nhụy đứng giữa giảng hòa, sau đó chỉ vào đống đất bừa bộn nói, cũng may sự việc đã qua, bây giờ là lúc nghĩ cách thu thập tàn cuộc. Trương Lăng Linh nói với Hạ Thiên, ta đến Giang Hải chờ ngươi. Chuyện nơi này, ta không nhúng tay vào. Ninh Nhụy Nhụy kinh ngạc hỏi, ngươi muốn đi sao? Ngươi không nhận khối tinh thạch này, vậy thì ta mang đi. Trương Lăng Linh nhìn Hạ Thiên. Sau đó mở bàn tay trắng nõn ra, bên trên là khối tinh thạch màu đỏ. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi cứ tự nhiên. Vật kia chẳng có tác dụng gì với ta, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng đừng nên dùng. Không cần nói những thứ khác, nhưng lai lịch của vật này, còn có người kia là ai, ta vẫn muốn biết cho rõ ràng. Trương Lăng Linh có chút khinh thường nhìn Hạ Thiên, ta không giống một số người. Cho dù ta không phải người. Nhưng dù sao ta cũng được sinh ra ở trái đất, cũng không thể giống một số người coi thường sinh tử của nó. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, ngươi bớt âm dương quái khí ở đây đi. Ngươi đừng tưởng rằng ta không đánh ngươi. Hừ, thân hình Trương Lăng Linh nhanh chóng tiêu tán không còn, chỉ để lại tiếng hừ nhẹ không rõ ý vị. Hai người các ngươi, không thể nào. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy tình huống đó, cảm thấy cuộc nói chuyện của hai người có cái gì đó rất không thích hợp. Tiểu muội chân dài, nàng không cần suy nghĩ nhiều. Hạ Thiên đương nhiên biết Ninh Nhụy Nhụy đang suy nghĩ chuyện gì, liền tức giận nói, phẩm vị của ta không kém như vậy đâu, càng không có nặng như vậy. Ai biết được? Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt, ngươi là đại sát lang mọi người đều biết. Hạ Thiên khó chịu đánh Ninh Nhụy Nhụy một cái, hoài nghi bạn trai của mình, nàng nhất định phải bị trừng phạt. Ngươi muốn làm gì? Ninh Nhụy Nhụy vừa sợ vừa thẹn. Hung hăng nói với Hạ Thiên, người đánh ta trước mặt người khác, người có tin ta trở mặt với người không? Băng ngữ Hạ cười nói, các ngươi không cần để ý đến ta. Lúc này, Ninh Vọng Hải bước đến, Nhụy Nhụy, Hạ Thiên, các ngươi không sao chứ? Ra ra, chúng ta không có việc gì. Ninh Nhụy Nhụy đẩy Hạ Thiên qua một bên, lo lắng hỏi, ra ra cảm thấy như thế nào? Ninh Vọng Hải mỉm cười, ha ha, ta không sao. Lần này giải được mối thù nhiều năm qua, tâm trạng lại càng thoải mái không ít. Vậy là tốt rồi. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, nếu ông có chỗ nào không thoải mái, ông nhất định phải nói ra. Hạ Thiên đang ở đây, hắn có thể chữa cho ông. Hạ Thiên cười nói, nàng nói không sai. Nhưng sức khỏe của Ninh Gia Gia xác thực tốt hơn trước kia, hẳn là đã mở ra linh khiếu khi chiến đấu, tiến vào trạng thái luyện khí kỳ. Thế Gia Gia cũng là tu tiên giả rồi. Ninh Nhụy Nhụy có chút ngoài ý muốn. Hạ Thiên lắc đầu, bây giờ ông ấy muốn tu tiên cũng quá muộn rồi. Nhưng sau khi khai khiếu, có thể luyện khí dưỡng sinh, sống thêm mấy chục năm cũng không thành vấn đề. Ha ha, sống lâu như thế cũng không có ý nghĩa gì. Ninh Vọng Hải đã sớm coi thường sống chết, chúng ta ra ngoài đi,
Bạch sư đệ cũng đã ổn định lại tình huống bên ngoài. Đám người Liên minh Cửu Sơn còn cần các ngươi xử lý. Hạ Thiên hỏi Ninh Nhụy Nhụy, không phải ta đã nói giao cho nàng xử lý sao? Chẳng lẽ nàng còn chưa giết bọn họ? Vì sao phải giết chứ? Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, đa số đều bị Nhạc Vô Nhai và đạo nhân áo bào vàng uy hiếp, bọn họ cũng không muốn làm chuyện này. Băng Ngữ Hạ xen vào, cũng có một số không phải bị ép buộc. Những người đó đã bị xử lý, Ninh Nhụy Nhụy lập tức trả lời. Băng Ngữ Hạ cũng không lắm mồm nữa. Rất nhanh, mọi người ra ngoài, đến quảng trường trước chính điện phái Tuyết Sơn. Bên trái quảng trường là một đống thi thể. Bên phải là Bạch Vạn Bang và một đám người trong Liên minh Cửu Sơn. Chúng môn phái Liên minh Cửu Sơn khấu kiến minh chủ tân nhiệm, Hạ Thiên. Bạch Vạn Bang thấy Hạ Thiên bước đến, lập tức quỳ xuống, cao giọng hô. Khấu kiến Hạ Thiên hạ minh chủ. Những người khác trong Liên minh Cửu Sơn cũng không do dự, theo Bạch Vạn Bang quỳ xuống, hô khẩu hiệu. Hạ Thiên quay sang nhìn Ninh Nhụy Nhụy, khó chịu nói, nàng đang tổ chức minh đường gì thế? Chuyện này chẳng liên quan đến ta. Ninh Nhụy Nhụy giang hai tay, tỏ vẻ chuyện chẳng liên quan đến nàng, là tự bọn họ lựa chọn. Ta hoàn toàn chẳng hứng thú với chức minh chủ gì cả. Hạ Thiên nhếch miệng, càng không có hứng thú thu đám người ngu ngốc các ngươi làm tiểu đệ. Tất cả cút đi. Đám người trong Liên minh Cửu Sơn nhìn nhau. Đây là biện pháp tự cứu mà bọn họ đã thương lượng được. Dù sao, bọn họ cũng bị bức hiếp. Cũng không muốn là địch với Hạ Thiên, nhất là sau khi chủ mưu bị tru sát sạch sẽ. Nếu Hạ Thiên không nhận bọn họ, trong lòng bọn họ không cách nào bình an. Vâng, cần tuân hiệu lệnh minh chủ. Bạch Vạn Bang muốn có được một vị trí trong đám người, còn người đảo một vòng, lập tức nghĩ đến một biện pháp hóa giải, minh chủ đã hạ dụ lệnh thứ nhất, bảo các ngươi về nhà. Các ngươi còn không tạ ơn minh chủ. À, đa tạ minh chủ. Đám người trong Liên minh Cửu Sơn lấy lại tinh thần, vội dập đầu bái tạ, sau đó vội vàng chạy đi, sợ Hạ Thiên đổi ý lần nữa. Giang Hải, cao ốc thần y. Hạ Thiên trở về, Tô Bối Bối cũng vì thế mà nhức đầu không thôi. Ninh Nhụy Nhụy và Ninh Vọng Hải lựa chọn ở lại phái Tuyết Sơn giúp mọi người thu thập tàn cuộc, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian nữa mới có thể giải quyết xong xuôi. Đi theo Hạ Thiên trở về chỉ có Thiết Kim Cương. Thân hình cao 2 mét, cộng thêm cơ bắp cuồn cuộn, hắn ta đi đến chỗ nào cũng là tiêu điểm khiến cho người khác chú ý. Tô Bối Bối thật sự nhức đầu không thôi, quyết định sắp xếp cho hắn ta canh gác lầu một cao ốc thần y. Gọi là bảo an, nói là môn thần thì đúng hơn. Ngươi trở về quấn lấy ta làm gì? Ngươi đi tìm những nữ nhân khác của ngươi chơi không được sao? Tô Bối Bối bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, từ sau khi tên sắc lang này quay về. Nàng lập tức bị cuốn lấy, đi đâu cũng không được, chỉ có thể chơi trong phòng khách. Hạ Thiên lười biếng nằm trên ghế salon, đầu gối lên đùi Tô Bối Bối, cười nói, bối nha đầu, ta biết nàng nhớ ta, cho nên ta mới cố ý ở lại đây lấp đầy mối tương tư của nàng. Nhớ cái đầu ngươi đấy, tại sao ngươi không chết bên ngoài đi? Tô Bối Bối tức giận mắng Hạ Thiên một câu, nhưng tay vẫn không ngừng lột nho nhét vào trong miệng Hạ Thiên. Hạ Thiên nhếch miệng. Bối nha đầu, khẩu thị tâm phi cũng không tốt. Ta mặc kệ, tóm lại ngươi mau đi tìm mấy bà vợ, bạn gái, còn có nữ nhân dự khuyết gì của ngươi đi. Tô Bối Bối nói, ngươi ở đây phiền ta làm gì? Ta còn phải làm việc, không rảnh lãng phí thời gian với ngươi đâu. Hạ Thiên nói, bối nha đầu, nàng cũng là nữ nhân của ta mà. Đừng, ta không phải, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng. Ta không thể nào làm nữ nhân của ngươi. Tô Bối Bối kháng nghị, nhỏ cũng không đút cho Hạ Thiên mà bỏ vào miệng của mình. Hơn nữa, ta đã nói mười mấy lần rồi, ngươi còn chưa hài lòng. Ngươi muốn làm hoàng đế với 3000 hậu cung sao? Làm hoàng đế không có gì vui. Hạ Thiên khinh thường nói, nhưng vợ xinh đẹp đương nhiên có càng nhiều càng tốt. Đây là các sư phụ ta nói thế. Bớt làm bộ đi. Tô Bối Bối không tin vào lời giải thích của Hạ Thiên. Người háo sắc thì nói mình háo sắc, sao cứ thích lôi ba sư phụ của mình vào cõng nồi cho mình thế? Nếu bọn họ biết, nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học. Hạ Thiên nhếch miệng nói, bố nhà đầu, nàng có tin bây giờ ta dạy cho nàng một bài học không? Tin, ngươi thì cái gì mà chẳng làm được? Tô Bối Bối nhăn mũi, im lặng một hồi,
sau đó nói, ta nghe Ninh Nhụy Nhụy nói người đang chờ một người ở Giang Hải, đúng không? Ta không có chờ nàng ta. Hạ Thiên lắc đầu, ta chỉ muốn ở với nàng, nữ nhân kia đến hay không đến, ta tuyệt không sốt ruột. Mặc dù Tô Bối Bối không tin lời này nhưng trong lòng vẫn dễ chịu một chút. Ngươi thật không gấp. Lúc này, một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện trong phòng khách, ngồi trên ghế bên cạnh Hạ Thiên, chính là Trương Lăng Linh. Nhưng không biết vì sao, bây giờ Trương Lăng Linh lại thành thục hơn mấy phần, dáng người nở nang, cơ thể thướt tha, không hề thua kém Tô Bối Bối bao nhiêu. Là ngươi muốn tìm ta, ta gấp làm gì? Hạ Thiên hờ hững nói. Sự thật chính là như vậy, Trương Lăng Linh cũng không tiện nói thêm câu nào, chỉ nhìn Tô Bối Bối, Tô Tổng, ngươi không cần đi làm sao? Ta đi làm hay không liên quan gì đến ngươi? Tô Bối Bối cho rằng nữ nhân kia là Hạ Thiên câu đến, liền bất mãn nói, ta là Tổng Giám Đốc, ta muốn đi làm thì sẽ đi làm, không muốn đi làm thì ở nhà nằm. Hạ Thiên nói, bối nhà đầu ở đây đấy, ngươi thích nói thì nói, không nói thì thôi. Được rồi. Trương Lăng Linh cũng không kiên trì nữa, dù sao nói cho ngươi biết hay nữ nhân của ngươi biết cũng chẳng có gì khác nhau. Có đôi khi nói với các nàng ấy lại có hữu hiệu hơn. Thôi đừng nói nhảm nữa. Hạ Thiên có chút không được kiên nhẫn, nếu ngươi có suy nghĩ này, ngươi đến tiểu tiên giới đi. Muội muội chân dài và vợ đại yêu tinh đều ở đó, các nàng là người có chủ ý nhất trong số các nữ nhân của ta, tại sao ngươi lại không đi nói với các nàng ấy? Trương Lăng Linh khẽ cười, ngươi nên biết rằng thật ra các nàng đều đã biết, ta đến tìm các nàng ấy ngược lại không phải chuyện tốt. Ngươi sợ bị các nàng ấy bắt đi nghiên cứu sao? Hạ Thiên cười nói. Chúng ta nên nói chính sự đi. Trương Lăng Linh không dây dưa về đề tài này nữa. Nàng im lặng 2-3 giây, sau đó nói, ngươi biết Lục Ma Đài chứ? Hạ Thiên gật đầu, chẳng những biết, hơn nữa còn giết mấy người, đều là đám phế vật không thành. Những người mà ngươi giết, đích thật là phế vật. Trương Lăng Linh công nhận cách nói của Hạ Thiên, thật ra, ma tộc chân chính đều bị vây trong tiên mộ, là do Phù Diêu tiên tử thu phục trong sâu không vô tận vạn năm trước. Chỉ là, sau khi Phù Diêu tiên tử tự phong trong tiên mộ, bọn họ không ai quản thúc, người nào cũng muốn quay về liên minh tu tiên, cho nên mới. Được rồi, ngươi đừng nói nhảm mấy thứ này nữa, ta nghe đến đầy lỗ tai rồi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, hay đây là chính sự mà ngươi muốn nói? Dĩ nhiên là không phải rồi. Trương Lăng Linh lắc đầu, có chút bó tay với sự không kiên nhẫn của Hạ Thiên, nhưng chuyện gì cũng phải nên nói từ đầu. Không đầu không đuôi, Tô Tổng ở bên cạnh nghe không rõ thì sao? Tô Bối Bối ngáp một cái, không hứng thú nói, quên đi, ta không có ý định lắng nghe. Các ngươi muốn nói cái gì thì nói. Vậy thì ngươi nói tiếp đi. Hạ Thiên thúc giục. Lúc này, Trương Lăng Linh lại nói lâu như vậy có chút khô miệng, ngươi có thể rót cho ta ly nước không? Tô Bối Bối đẩy Hạ Thiên ra, đứng dậy, đến nhà bếp lấy cái tách rót cho Trương Lăng Linh một tách cà phê cộng thêm một ly nước lọc, sau đó bưng đến trước mặt nàng, uống nước hay cà phê, tự ngươi chọn đi. Nếu không uống, trong tủ lạnh cũng có đồ uống, ngươi có thể tự mình qua đó lấy. Cảm ơn, nước lọc là được rồi. Trương Lăng Linh bưng ly nước lên, chậm rãi nhấp một ngụm, sau đó nói, đám người Lục Ma Đài xác thực không đáng lo, nhưng bọn họ cũng không phải không có gì khác, mà đã lặng lẽ làm một chuyện, thậm chí tương lai còn hủy đi trái đất, để chúng ta chết không có chỗ chôn. Tô Bối Bối cũng nhấp một ngụm nước, nghe đến đây, thiếu chút nữa phun nước ra ngoài. Nàng cố nhịn lại, vừa lau miệng vừa hỏi, người chuyển hướng đề tài cũng quá nhanh, vừa nói cái gì là ma tộc. Trong chớp mắt đã chuyển sang sinh tử tồn vong của trái đất. Ta không phải nói chuyện giật gân, ta chỉ đang nói lên sự thật. Trương Lăng Linh thở dài, thành thật nói, trước kia, chúng ta đều cảm thấy Lục Ma Đài khó mà thành sự, cho nên cũng không quan tâm đến bọn họ. Gần đây ta mới biết được, thì ra bọn họ vẫn đang âm thầm thu thập mảnh vỡ thiên đạo. Mảnh vỡ thiên đạo. Tô Bối Bối sửng sốt, nàng cảm thấy cái từ này có chút quen tai. Lập tức quay sang Hạ Thiên hỏi, có phải là mảnh vỡ ý chí trái đất không? Trương Lăng Linh giải thích, nghiêm chỉnh mà nói, mảnh vỡ ý chí trái đất chỉ là một loại của mảnh vỡ thiên đạo. Tinh cầu và thế giới có dấu hiệu sinh mệnh cũng có thể ngưng kết ra ý chí tinh hạch. Tô Bối Bối hỏi, bọn họ muốn thu thập những mảnh vỡ này, sau đó mượn cơ hội hủy diệt trái đất.
không phải. Trương Lăng Linh lắc đầu, có ta, còn có cung chủ thiên cung, bọn họ không thu thập được quá nhiều mảnh vỡ ý chí trái đất, thành ra cũng không làm được chuyện gì. Tổ bối bối có chút không rõ, vậy nguy hiểm mà ngươi nói rốt cuộc là gì? Bọn họ thu thập thật ra là những mảnh vỡ thiên đạo thất lạc trên trái đất. Trương Lăng Linh nghiêm túc đáp, sau đó, bọn họ sẽ rót tin tức tọa độ trái đất vào những mảnh vỡ đó, đưa ra bên ngoài, khiến cho liên minh tu tiên chú ý. Lúc này, Hạ Thiên ngược lại nghĩ đến một việc. Hôm đó, trong thôn trang ở Hồ Thấm Nguyệt, lão giả tóc trắng Cảnh Kỳ Hoan đã từng đưa cho hắn một mảnh vỡ. Lúc đó, hắn đã tiện tay đưa cho Ninh Nhụy Nhụy, kết quả không cẩn thận để nó thất lạc. Bây giờ nghĩ lại, mảnh vỡ đó hơn phân nửa chính là loại mà Trương Lăng Linh đã nói. Trước đây ta cũng không lưu ý cho lắm, gần đây thiên tượng liên tiếp xuất hiện dị tượng, cho nên ta mới đi điều tra một chút. Trương Lăng Linh cũng không để ý đến biểu hiện thay đổi của Hạ Thiên, vẫn tiếp tục nói, không tra thì không biết, đám ma tộc này đã bắt đầu làm chuyện đó từ mấy trăm năm trước, cũng không biết bọn họ đã gửi biết bao tin tức cho liên minh tu tiên rồi. Liên quan đến liên minh tu tiên, Tô Bối Bối cũng biết. Mặc dù nàng không biết nó khủng bố đến mức nào, nhưng bất luận là tiên nữ như Nguyệt Thanh Nhã hay là chị họ của nàng đều cùng nhau tránh đến Tiên Vân Đại Lục, nàng cũng biết đó không phải là một tổ chức bình thường. Ý của ngươi là, liên minh tu tiên biết được sự tồn tại của trái đất. Tô Bối Bối cẩn thận chọn lựa từ ngữ, sau đó hỏi, có thể sẽ phái người đến hủy diệt trái đất. Trương Lăng Linh vô cùng chắc chắn, không, không phải là có thể mà là nhất định. Vì sao ngươi lại tin chắc như thế? Tô Bối Bối không hiểu, cho dù liên minh tu tiên biết, chẳng lẽ không có khả năng tiến hành chiêu an trái đất sao? Tại sao cứ nhất định phải hủy diệt? Trương Lăng Linh bật cười, sau đó nói, liên minh tu tiên là một tổ chức bài ngoại cực đoan, là ô dù của tu tiên giả chư thiên vạn giới, nhưng thật ra cũng là người bóc lột tu tiên giả lợi hại nhất. Nghiền ép những tinh cầu và thế giới khác vô cùng tàn nhẫn cũng là bọn họ. Nếu không, ngươi cho rằng giữa sâu không vô tận lấy đâu ra nhiều tinh cầu và thế giới không hề có sinh linh như thế. Ý của ngươi là, Tô Bối Bối cẩn thận suy nghĩ. Trong vũ trụ quả thật có vô số tinh cầu không hề có dấu hiệu sinh mệnh. Nếu tất cả đều là tu tiên liên minh tạo nghiệt, vậy thì quá kinh khủng rồi. Hạ Thiên nhếch miệng nói, bối nha đầu, nàng đừng bị nàng ta dắt mũi chạy đi. Sao? Tổ bối bối lập tức cảnh giác, bất mãn trừng mắt với Trương Lăng Linh, vừa rồi ngươi khống chế ý thức của ta. Trương Lăng Linh lắc đầu, ta không có, chỉ là trong tiềm thức của ngươi có cảm giác về nguy cơ này mà thôi. Hạ Thiên không kiên nhẫn được nữa, nói thẳng đi, ngươi tìm ta làm gì? Cái gì tu tiên liên minh hủy diệt trái đất không cần nói nữa. Ý của ta rất đơn giản, liên minh tu tiên đã chú ý đến trái đất, thậm chí cũng có khả năng đã phái người đến. Trương Lăng Linh trịnh trọng nhìn Hạ Thiên, nghiêm túc nói, ta hy vọng ngươi, còn có nữ nhân của ngươi tạm thời ẩn núp một thời gian, tốt nhất đừng để sứ giả do liên minh tu tiên phái đến phát hiện được. Bằng không, trái đất sẽ bị bọn họ điên cuồng cướp đoạt. Kết quả của các ngươi nhất định vô cùng thảm liệt. Ngươi cố ý đến tìm đánh. Hạ Thiên có chút khó chịu nhìn Trương Lăng Linh, hay là ngươi cảm thấy mình sống quá lâu rồi. Tô Bối Bối cũng cảm thấy lá gan của nữ nhân này rất lớn, lại dám nói chuyện như thế trước mặt Hạ Thiên. Người nào cũng biết Hạ Thiên không quan tâm những chuyện khác, nhưng những gì có liên quan đến nữ nhân của hắn, hắn sẽ biến thành thùng thuốc nổ. Trong nháy mắt nổ tan xác những thứ bên cạnh. Ngươi cho rằng ta đang nói chuyện giật gân sao? Trương Lăng Linh ngược lại cũng không sợ hãi, cũng không lộ ra vẻ mặt gì khác thường, vẫn nghiêm túc nói, ta biết ngươi rất ngông cuồng, cũng biết ngươi rất tự cao, đồng thời cũng biết nữ nhân của ngươi thậm chí có người đã đạt đến trình độ độ kiếp kỳ, nhưng... Nói đến đây, nàng bỗng nhiên dừng lại, đưa mắt quan sát biểu hiện của Hạ Thiên. Hạ Thiên đương nhiên biết nữ nhân này đang suy nghĩ chuyện gì, thích nói thì cứ nói, đừng chơi kiểu dục cầm cố túng với ta. Thật ra, người hẳn đã sớm cảm thấy. Trương Lăng Linh nhìn thấy phản ứng của Hạ Thiên, không khỏi cười khẽ, ngươi sử dụng nghịch thiên bát châm giúp nâng nữ nhân của ngươi lên độ kiếp kỳ, nhưng các ngươi cũng biết rõ, các ngươi đều không có thực lực của độ kiếp kỳ, đúng không? Rốt cuộc thì ngươi muốn nói cái gì? Tô Bối Bối ở bên cạnh nghe đến hồ đồ. Nếu đã là độ kiếp kỳ, vậy tại sao lại không có thực lực của độ kiếp kỳ? Trương Lăng Linh nhìn Tô Bối Bối, sau đó cười nói, Tô Tổng,
ta mạo muội hỏi một chút, ngươi làm sao lên được chức tổng giám đốc thế? Ngươi hỏi vậy là có ý gì? Tô Bối Bối cau mày, bất mãn nói, ngươi muốn châm chọc ta dựa vào quan hệ mới lên được chức tổng giám đốc sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Trương Lăng Linh mỉm cười, chậm rãi giải thích, năng lực của Tô Tổng rõ như ban ngày, thậm chí bây giờ còn có người nói năng lực quản lý xí nghiệp của ngươi không hề thua kém Kiều Tiểu Kiều và Diệp Mộng Oánh bao nhiêu. Sắc mặt Tô Bối Bối lúc này mới thoáng hòa hoãn lại, vậy tại sao ngươi lại hỏi ta như thế? Ta chỉ muốn lấy một ví dụ mà thôi. Trương Lăng Linh tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình, ta muốn nói rằng, cũng không phải tất cả mọi người đều cho rằng Tô Tổng có được thiên phú này. Nếu bây giờ ngươi tùy tiện đề bạt một người không hề có cơ sở lên làm tổng giám đốc, vậy ngươi cảm thấy người đó có thể quản lý được tập đoàn Thần Y không? Cái này không thể nói được. Tô Bối Bối cẩn thận suy nghĩ, sau đó đáp, không có người nào là tổng giám đốc trời sinh cả, cũng không có người nào trời sinh ra đều không thể đảm đương được chức tổng giám đốc. Ngồi lên vị trí này, chỉ cần chịu khó học hỏi, chịu khó làm, tiến bộ từng chút một thì sẽ có lúc trưởng thành. Trương Lăng Linh hỏi tiếp, nhưng nếu không có người dạy, cũng không có người hướng dẫn, lại càng không biết học ở chỗ nào thì sao? Vậy tại sao ta lại phải đề bạt loại người đó làm tổng giám đốc chứ? Gương mặt xinh đẹp của Tô Bối Bối hiện lên sự nghi ngờ, người có phải đang nói móc ta hay không? Bối nha đầu, nàng không nên để nàng ta dắt mũi. Hạ Thiên lắc đầu, khó chịu trừng mắt nhìn Trương Lăng Linh. Nàng ta muốn nói cũng không phải cái gì là tổng giám đốc hay không tổng giám đốc, mắng cũng không phải mắng nàng mà là đang mắng ta đấy. Trương Lăng Linh vội vàng lắc đầu, ta không hề có ý mắng bất cứ một ai. Tại sao ta lại nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì? Tô Bối Bối bất mãn nói, có thể đừng chơi trò bí hiểm hay không? Có người nào giải đố cho ta biết không? Hạ Thiên vô cùng ủng hộ Tô Bối Bối, nếu ngươi còn quanh co lòng vòng nữa. Ngươi trực tiếp xéo đi. Được, ta nói đây. Trương Lăng Linh gật đầu, thẳng thắn nói như thế này, Hạ Thiên ngươi đã dùng nghịch thiên bát châm để tăng các nữ nhân của ngươi lên độ kiếp kỳ, nhưng bất luận ở trái đất hay là tiên vân đại lục, cả hai đều đã mấy vạn năm không có tu tiên giả độ kiếp kỳ, đồng thời cũng không có pháp môn tương ứng. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, uống một hớp nước. Sau đó nói tiếp, cảnh giới của bọn họ chỉ là lầu các trên không trung mà thôi. Bọn họ vẫn sử dụng công pháp kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, đối phó với địch nhân hai giới thì đủ, nhưng nếu liên minh tu tiên thật sự phái một độ kiếp kỳ đến, các nàng cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ. Người biết ta có nghịch thiên bát châm, còn biết tiên vân đại lục. Hạ Thiên phát hiện một manh mối, ai nói cho người biết? Trương Lăng Linh thấy Hạ Thiên lại đi chú ý chuyện nhỏ nhặt này. Không khỏi cười khổ, cái này không quan trọng. Quan trọng là ta nói có đúng hay không? Ngươi nói không đúng. Hạ Thiên ngáp một cái, chỉ cần có tu vi độ kiếp kỳ, cho dù là nắm đấm bình thường, cũng là nắm đấm của độ kiếp kỳ. Một quyền đánh tới vẫn có thể hủy thiên diệt địa như bình thường. Trương Lăng Linh không thể nói nổi, ngươi thiếu cơ sở cơ bản nhất của tu tiên, nghịch thiên bát châm thành tựu ngươi nhưng cũng nhanh chóng hủy đi ngươi. Mặc dù ta chưa từng đến liên minh tu tiên, nhưng rễ của ta là phù diêu tiên tử, cho nên ta cũng hưởng được một phần ý thức của nàng. Độ kiếp kỳ của liên minh tu tiên cực kỳ kinh khủng, có được khoảng trời riêng, không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Hạ Thiên vẫn không hề có cảm xúc chập chờn gì, lợi hại thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng là tu tiên giả, bản chất cũng chẳng có gì khác chúng ta. Người sớm muộn gì cũng ngã chồng vó ở phương diện này. Trương Lăng Linh lắc đầu. Hạ Thiên khinh thường nói, ta sẽ không thất bại đâu. Nghịch thiên bát châm không phải vạn năng, cho dù vạn năng, cũng phải luyện thành đệ bát châm mới được. Trương Lăng Linh do dự một chút, sau đó thử thăm dò, Hạ Thiên, nếu ta đoán không sai, cho đến bây giờ ngươi vẫn còn chưa hoàn thiện được đệ bát châm, thậm chí còn bước lui, đúng không? Hạ Thiên cải chính, không phải là bước lui, mà là bị muội muội chân dài ép đi hơn phân nửa công lực, cho nên mới quay về đệ tứ châm. Đây chính là vấn đề. Trương Lăng Linh nhìn Hạ Thiên, chậm rãi giải thích, nghịch thiên bát châm vốn là một môn công pháp. Cho dù công lực của ngươi bị đánh tan hơn phân nửa, nghịch thiên bát châm cũng sẽ không bị ảnh hưởng mới đúng. Nhưng nó lại rớt xuống theo cảnh giới của ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hạ Thiên thản nhiên nói, có cái gì kỳ quái đâu chứ?
Điều này nói rõ ngươi biết quá ít về nghịch thiên bát châm rồi. Trương Lăng Linh nói một cách đầy ý vị sâu xa. Hạ Thiên nói, trên trái đất, không có ai hiểu nghịch thiên bát châm bằng ta. Thế ngoài trái đất thì sao? Trương Lăng Linh chờ chính là câu nói này của Hạ Thiên. Nàng nhấn mạnh từng chữ, nghịch thiên bát châm được lưu truyền từ liên minh tu tiên. Ngươi có thể khẳng định ngươi hiểu nó hơn người bên kia. Muốn luyện nghịch thiên bát châm cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên hoàn toàn không chấp nhận cách nói này, nhất định phải có băng hỏa linh thể mới có thể khu động. Trương Lăng Linh mỉm cười, trên trái đất đã có hai băng hỏa linh thể, ngươi không phải cho rằng bên phía liên minh tu tiên một băng hỏa linh thể cũng không có chứ. Hạ Thiên bắt đầu nghiêm túc, lạnh lùng nói, không ai hiểu nghịch thiên bát châm bằng ta. Cho dù có thì thế nào, đến lúc đó cứ trực tiếp xử lý là được. Bộ dạng này của ngươi cũng không tệ. Trương Lăng Linh gật đầu, cũng không uổng công lần này ta cố ý đến tìm ngươi. Tổ bối bối bất mãn nói, cho nên, ngươi nói cả nửa ngày, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là cứu mạng mọi người rồi. Trương Lăng Linh thản nhiên nói, các ngươi đã không muốn trốn đi, vậy cũng chỉ có một cách, chính là mau chóng trưởng thành, đủ để bảo vệ trái đất, bảo vệ tất cả mọi người. Giọng điệu của Hạ Thiên vẫn lười nhác như cũ, ngươi dự định dạy ta làm thế nào để tu luyện nghịch thiên bát châm. Ta không có bản lãnh đó. Trương Lăng Linh lắc đầu, sau đó lấy ra một khối ngọc giản đặt lên trên bàn, ở đây có mấy môn công pháp độ kiếp kỳ, do ta lấy được từ trí nhớ của Phù Diêu tiên tử. Ngươi có thể không cần, nhưng ngươi nên đưa cho nữ nhân của mình tu luyện. Có thể bảo vệ được trái đất không bị hủy diệt cũng chỉ có các nàng. Cái này phải nhận sao? Tô bối bối cảm thấy những lời nói này của tô bối bối ngược lại không có vấn đề gì. Hạ Thiên nhếch miệng, nhận đi. Mặc dù nữ nhân này khiến cho người ta cảm thấy khó chịu nhưng cũng không có địch ý. Tô bối bối vội cất ngọc giản vào, đồng thời suy nghĩ xem lúc nào thì đưa cho Triệu Vũ Cơ được. Khi nhận, nàng cũng cảm ơn Trương Lăng Linh một tiếng. Các ngươi nên nhanh chóng tu luyện đi. Trương Lăng Linh rốt cuộc thở phào một hơi, sau đó nói. Nghịch thiên bát châm của ngươi tốt nhất cũng nên đẩy nhanh tiến độ tu luyện. Nếu liên minh tu tiên thật sự phái người đến, rất có thể không chỉ một đợt. Nữ nhân của ngươi chưa chắc có thể ngăn cản được, vẫn phải cần ngươi chèo chống. Điều này không cần ngươi quan tâm. Hạ Thiên hờ hững nói, ta tự biết phải làm gì. Trương Lăng Linh gật đầu, sau đó đứng lên, ta cũng không còn gì để nói, ta xin phép đi trước. Tô bối bối không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân kia chạy đến đây nói một trận không đầu không đuôi, đưa cho ít đồ vật thì rời đi, thật sự khiến người ta có chút nghĩ không ra. Ta còn phải đi chuẩn bị cho sự kiện bí cảnh thiên cung mở ra. Mặc kệ người trong liên minh tu tiên có đến hay không, việc này cần phải làm tốt. Trương Lăng Linh mỉm cười giải thích, nếu Hạ Thiên không chống cự nổi người trong liên minh tu tiên, đây chính là vương bài sau cùng của chúng ta. Chính là cưỡng ép thức tỉnh Phù Diêu tiên tử. Dù sao nàng cũng là độ kiếp kỳ một vạn năm trước. Nói xong, nàng trực tiếp rời đi. Hạ Thiên cũng không ngăn cản. Lúc này, điện thoại của Hạ Thiên bỗng nhiên vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, phát hiện là tin nhắn bé ngoan gửi đến, lông mày không khỏi cau lại. Không đợi tô bối bối hỏi, Hạ Thiên đã biến mất. Chuyện gì xảy ra thế? Tô bối bối không khỏi cảm thấy khó hiểu. Cùng lúc đó, bên trong hư không, một quang ảnh bay đến, trong chớp mắt đã vượt ngang vô số tinh hà đến trước mặt địa nguyệt. Trong lúc đang lướt đi, quang ảnh bỗng nhiên phân ra thành ba đạo, kéo theo ánh lửa thật dài rơi xuống ba chỗ khác nhau. Tất cả các đài thiên văn quan trắc trên khắp thế giới đều phát hiện một kỳ cảnh. Bởi vì ba thiên thạch xuất hiện hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Dẫn đến một sự tranh luận rất lớn giữa các nhà thiên văn học. Đồng thời cũng có vô số người bình thường chụp được ba thiên thạch kỳ lạ này, sau đó tung lên mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, Internet toàn cầu đều sôi nổi bàn luận về hiện tượng này. Tuy nhiên, rất nhanh những hình ảnh đó đều biến mất trên mạng, bất kỳ những thảo luận về hiện tượng này cũng không đăng lên được. Lúc này, lại có một vật sáng thẳng tắp rơi xuống Thái Bình Dương. Trùng kích to lớn dẫn đến mặt biển phun trào. Những con sóng khổng lồ cao hàng trăm mét ập vào các hòn đảo nhỏ xung quanh khiến chúng dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, núi lửa dưới đáy biển cũng trực tiếp thức giấc vì va chạm,
ầm ầm phun ra dung nham cuồn cuộn, khói dày đặc lan tỏa khắp không trung. Vô số sinh vật dưới biển chết một cách đột ngột, nổi lên mặt nước. Cư dân của những hòn đảo gần đó đều thấp thỏm lo âu, chạy trốn bốn phía. Người không biết còn tưởng rằng ngày tận thế đã đến. Một luồng phong bạo mới đã xuất hiện. Thái Bình Dương, gần đảo Cuồng Hoan. Isabella vừa mới huấn luyện xong một nhóm sát thủ mới gia nhập ám ảnh đoàn. Nàng mặc bikini, đeo kính râm nằm trên long kình vảy đen phơi nắng. Huấn luyện viên Isabella, đó là cái gì vậy? Bên cạnh vang lên một âm thanh mềm mại, có chút kinh ngạc kêu lên. Isabella vẫn nhắm mắt, thản nhiên nói, Hương Hương, ta đã nói với ngươi rồi, là sát thủ, chuyện đầu tiên chính là bình tĩnh. Nhìn thấy bất cứ chuyện gì cũng phải bất động thanh sắc. Vâng. Khổng Thủy Hương gật đầu, không nói gì nữa. Một lát sau, từ đằng xa vang lên âm thanh trầm đục. Tiếp theo, long kình vảy đen cũng phát ra một tiếng rít. Isabella nghe được âm thanh này, vội nhỏm dậy, cảnh giác nhìn về phía xa, sau đó quát to, Tiểu Hắc, lập tức chuyển hướng quay về đảo Cuồng Hoan. Long kình vảy đen lập tức quay đầu, làm hại thành viên ám ảnh đoàn đang đứng trên lưng nó thiếu chút nữa ngã xuống. Khổng Thủy Hương bước đến, không hiểu hỏi, huấn luyện viên Bella, ngươi sao vậy? Không phải ngươi đã nói phải bình tĩnh sao? Bình tĩnh cái rắm. Trong lòng Isabella dâng lên một cảm giác cực kỳ không ổn. Nàng nói với Khổng Thủy Hương và các thành viên ám ảnh đoàn khác, các ngươi lập tức cảnh giới, chuẩn bị đối địch. Các thành viên ám ảnh đoàn lập tức ấn xuống đồng hồ trên cánh tay, rất nhiều vảy đen từ trong đồng hồ phóng ra, ngưng kết trên người. Biến thành một lân giáp thiếp thân không thể thăm dò. Trang bị này do chính các nhà khoa học ở Long Cung nghiên cứu ra. Hiện tại, nó chỉ mới là sản phẩm đời thứ nhất, chỉ cung cấp cho thành viên ám ảnh đoàn mà thôi. Vừa rồi ta nhìn thấy một sao băng rơi xuống bên kia. Khổng Thủy Hương ở bên cạnh giải thích với Isabella, chẳng mấy chốc nó sẽ gây ra sóng thần, nhưng có Tiểu Hắc ở đây, chúng ta hẳn không có nguy hiểm gì quá lớn. Nàng còn chưa nói hết, từ đằng xa đã có một bóng trắng chậm chậm bước đến. Trong chớp mắt, bóng trắng này đã đến gần. Con sóng này cực lớn, cao đến mấy trăm mét, giống như một màn trời ép xuống, không chỗ nào có thể trốn, khiến người ta phải tuyệt vọng. Mẹ ơi, cái này, Khổng Thủy Hương không khỏi tắt tiếng. Các thành viên ám ảnh đoàn khác cũng giống như phát mộng, người nào cũng bị dọa đến toàn thân phát run, thậm chí có người không chịu nổi mà ngất đi. Mọi người mau vào bên trong cơ thể Tiểu Hắc để tránh đi. Isabella rất nhanh đưa ra quyết đoán, đừng có ngẩn ra đó nữa, nhanh lên. Isabella quát to một tiếng, những người kia mới giật mình tỉnh lại, lập tức top 5 top 3 nhanh chóng thông qua miệng long kình vảy đen tiến vào bên trong. Trải qua các nhà khoa học cải tạo, trong bụng long kình vảy đen có một không gian nho nhỏ dùng để tránh nạn. Ngươi cũng xuống dưới đi. Isabella thấy Khổng Thủy Hương vẫn còn đứng bên cạnh, không khỏi quát lớn, bảo bọn họ, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phép hành động thiếu suy nghĩ. Khổng Thủy Hương muốn sóng vai chiến đấu với Isabella nhưng sau khi nghe được mệnh lệnh, nàng vẫn gật đầu rời đi. Nói thì lâu nhưng sự việc chỉ diễn ra trong 2-3 giây ngắn ngủi. Đợi mọi người rút lui xong, Isabella sờ lên lưng long kình vảy đen, nói khẽ Tiểu Hắc. Người cũng lặn xuống biển sâu tránh một chút đi. Khi nào bên trên an toàn rồi, ta sẽ gọi ngươi lên. Ô, long kình vảy đen phát ra âm thanh nhu thuận, sau đó nhanh chóng lặn xuống biển sâu. Isabella đằng không bay lên, lướt lên đám mây, ánh mắt nhìn con sóng lớn bên dưới. Ở đó còn có núi lửa bộc phát, giống như mãnh thú ngủ say ngàn năm thức tỉnh, không ngừng há miệng gào thét. Khói bụi cuồn cuộn như những đám mây hình nấm nối liền với biển xanh. Vô số cá chết rơi xuống nước như mưa. Đây tuyệt đối không phải thiên thạch. Isabella vội vàng chạy đến gần núi lửa bộc phát, cảm nhận được một khí tức vừa nguy hiểm vừa xa lạ, không phải thiên thạch, vậy nó là thứ gì? Quan sát một hồi, Isabella có chút phát hiện. Giữa không trung có một gợn sóng linh khí cực nhỏ, kéo dài từ chỗ núi lửa bộc phát đến một nơi xa. Gợn sóng này, người bình thường hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có tu tiên giả hoặc dị năng giả mới có thể cảm giác được. Chẳng lẽ là tu tiên giả đến từ thế giới khác? Isabella rất nhanh có một suy đoán.
nàng hoài nghi là tu tiên giả cùng loại với Vấn Thiên Quân 12 năm trước, có thể từ chỗ đó đến, chẳng những tốc độ cực nhanh, sức mạnh cũng cực kỳ khủng bố. Cách núi lửa bộc phát ngàn dặm, một bóng người rơi xuống phía trên một đại lục. Người này cao gần 3 mét, mặc trên người chiến giáp màu đỏ, áo choàng cũng màu đỏ, làn da giống như nham thạch màu vàng, mái tóc dài rối tung, hai hàng lông mày như hai ngọn lửa. Những nơi mà hắn ta đi qua đều dấy lên những ngọn lửa quái lạ, không bao lâu sau đã đốt bốn phía thành một ngọn lửa kinh thiên. Trước khi xe cứu hỏa đến, một chiếc xe bán tải đã đến trước, đậu dưới chân núi, vừa lúc nhìn thấy bóng người cao lớn từ trong lửa đi ra. Này, ngươi là ai? Nơi này đang bốc cháy, mau rời khỏi đây đi. Một nam nhân bụng phệ bước xuống khỏi chiếc xe bán tải, cầm trong tay một cây súng, lớn tiếng hô lên. Sâu kiến. Người này khinh miệt liếc nhìn qua, một chút linh khí cũng không có. Gặp quỷ rồi, ngươi là ai thế? Nam nhân trung niên nhìn thấy rõ hình dáng của người kia, vội cầm súng chỉ vào hắn ta, mau dừng lại, nếu không, ta nổ súng đấy. Hừ. Người kia chỉ hừ nhẹ một tiếng, mũi phun ra một sợi diễm khí, trong nháy mắt đốt nam nhân trung niên thành một làn khói. OMG. Từ đằng xa lại có người chạy đến, hẳn là cứu hỏa. Kết quả bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng rút súng nhắm ngay vị khách không mời mà đến bóp cò. Thủ đoạn nhỏ, không đáng một cân. Người kia lắc đầu, lộ ra vẻ khinh bỉ, sau đó khoát tay một cái. Một luồng diễm khí phun tới, chưa đến nửa giây, một bức tường lửa cao 7-8 mét bỗng dưng dâng lên, biến phạm vi mấy thước thành một cái hố. Khó trách tinh cầu này lại bị gọi là nơi tiên bỏ. Người này đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện lọt vào tầm mắt đều là cảnh hoang lương. Hắn ta nhếch miệng, hoang vu như vậy, không hề có linh khí, ta thật sự không hiểu vì sao đám lão bất tử đó lại phái chúng ta đến tuần sát nơi này. Đừng ở đó bàn tán về cấp trên. Trong lỗ tai người này vang lên một tiếng quát khàn khàn, nếu đã đến, hãy lo tập trung làm việc đi. Lại có âm thanh của một nữ tử cười nói, nơi mà ta đặt chân đến, phong cảnh khá đẹp, sơn thanh thủy tú, chỉ là không có linh khí, quả thật có chút lãng phí thời gian. Ba người chúng ta tiên phong, nhất định phải thay thần quân cẩn thận kiểm tra nơi này, đừng nên ôm oán. Âm thanh khàn giọng kia lập tức nhắc nhở, đừng coi thường bất cứ chỗ nào. Vạn năm trước, Phù Diêu tiên tử rất có khả năng bị giáng chức ở đây. Chúng ta đến đây, một là thanh trừ khí tức dị thường, hai là tìm Phù Diêu tiên tử xác nhận sinh tử, ba là tìm người phát ra tín hiệu cầu cứu liên minh tu tiên. Cái nơi hoang vu này, ta đốt đi là được. Nam nhân có lông mày lửa hừ lạnh một tiếng, nếu có khí tức dị thường, đốt cũng không sao. Về phần Phù Diêu tiên tử, nàng ta đã chết từ sớm. Bằng không, tại sao nơi này lại không có linh khí? Vạn năm đủ để nàng ta thai nghén ra một tinh cầu tu tiên cấp thấp rồi. Nữ nhân kia cũng cười nhạo, tuy nói Phù Diêu tiên tử là tiền bối của chúng ta, trước đó ta cũng nghe người ta nói nàng ấy kinh tài tuyệt diễm đến cỡ nào. Bây giờ xác thực cũng không có gì hơn, ngay cả tinh cầu cấp thấp cũng nuôi không nổi, đúng là cười chết người. Tập trung làm việc đi. Âm thanh khàn khàn kia cũng không tham dự vào, ta đến chỗ tế đàn trong rừng, có gì liên lạc sau. Nói xong, người này cắt đứt cuộc trò chuyện. Nam nhân có lông mày lửa vô cùng không phục, người này còn tưởng mình là lão đại tam thần tướng nữa chứ. Cái nơi rách nát này có cái gì để mà tuần sát chứ? Ba người chúng ta cùng nhau dùng thần thông trực tiếp hủy đi chỗ này là được. Bất kể cái gì là khí tức dị thường, cái gì là Phù Diêu tiên tử. Nữ nhân kia đáp lại, ta cũng có suy nghĩ như thế, đáng tiếc ta không làm chủ được. Thanh Thủy. Chỉ cần chúng ta liên thủ, chúng ta vẫn có thể hủy đi cái nơi rách nát này, sau đó trở về giao nộp là được. Nam nhân lửa lông mày mỉm cười đưa ra một đề nghị, Man Sơn muốn làm gì thì cứ để hắn ta làm. Nữ nhân kia cười khẽ, đang định nói cái gì đó, đột nhiên nàng ta phát ra tiếng thở nhẹ, sau đó nói, ha ha, ta đang ở trên đỉnh núi tuyết, phát hiện một nơi rất thú vị. Bá Hỏa sư đệ, có gì trò chuyện sau? Nói xong. Người này cũng cắt đứt liên hệ thần thức. Dám cắt ngang trò chuyện với ta, lẽ nào lại như vậy? Nam nhân lông mày lửa giận dữ, tức đến mức nhấc trường đốt phạm vi trăm dặm thành cho bụi. Trong lúc hắn ta còn đang định phát tiết lửa giận, chỉ thấy một nữ nhân tóc vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta,
lạnh giọng chất vấn, ngươi là ai? Từ đâu đến, vì sao ngươi lại làm sằng làm bậy ở đây? Ồ, ngược lại có mấy phần tư sắc. Nam nhân lông mày lửa có chút hứng thú nhìn nữ nhân kia, vừa lúc để bổn thần thư giãn tâm trạng. Nữ nhân tóc vàng đột nhiên biến sắc, mắng to, ta là thánh nữ Thánh Lạc Đạt giáo hội. Ngươi dám bất kính với ta, bây giờ ta sẽ tống ngươi xuống địa ngục. Bành! Nữ nhân tóc vàng niệm chú ngữ, cầm ma trượng chỉ vào nam nhân lông mày lửa, thánh hỏa giáng lâm, thiêu tẫn yêu ma. Quả nhiên, một ngọn lửa to bằng nắm đấm bay ra, bay thẳng đến mặt nam nhân lông mày lửa. Chỉ có chút hỏa lực đó thôi sao? Nam nhân lông mày lửa há miệng hút lấy ngọn lửa, biểu hiện khinh thường, sau đó đưa tay chộp lấy nữ nhân tóc vàng. Thả, thả ta ra. Nữ nhân tóc vàng liều mạng giãy giụa. Nam nhân lông mày lửa luồn ngón giữa và ngón trỏ vào đỉnh đầu nữ nhân tóc vàng, nhẹ nhàng mở hộp sọ, sau đó hút hết óc và huyết khí của nàng ta. Nữ nhân tóc vàng trong nháy mắt biến thành một thi thể da bọc xương. Nam nhân lông mày lửa lắc đầu, tiện tay quăng đi, linh khí thảm đạm, thuật pháp thấp, không hề có chút dinh dưỡng, khiến người thất vọng cực kỳ. Tiếp theo, hắn ta đột nhiên nhướng mày, quay về một hướng, cười nhẹ, vị tiên tử này, nếu đã đến, chẳng lẽ không có ý định hiện thân gặp mặt một chút sao? Isabella không nghĩ đến nàng vừa mới chạy đến đã bị phát hiện. Trong lòng không khỏi run lên nhưng vẫn không có ý định xuất hiện. Nam nhân lông mày lửa lập tức hưng phấn hẳn lên, đưa ngón tay chỉ về phía Isabella đang núp, cười nói, người hình như cũng là tu tiên giả, vậy thì tốt quá. Óc và máu của ngươi nhất định sẽ rất ngon. Ngươi là dã nhân từ đâu đến? Isabella cũng không trốn nữa, nhảy ra, lạnh lùng chào phúng, tại sao lại làm ra chuyện không có nhân tính như thế? Bổn tướng không phải người. Mà là thần. Nam nhân lông mày lửa mỉm cười, lộ ra hàm răng màu đỏ, thâm trầm nói, huống hồ, trong mắt bổn tướng, các ngươi chẳng qua chỉ là sâu kiến biết nói chuyện mà thôi. Có thể làm thức ăn cho ta đã là phúc khí tam sinh các ngươi rồi. Mặc dù Isabella vừa mới chạy đến nhưng nhìn thấy việc ác của người này, không khỏi lạnh lùng nói, bây giờ ta giết ngươi cũng là phúc khí của ngươi đấy. Gương mặt nam nhân lông mày lửa lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi tu hành mới mấy năm mà đã khoác lác như thế. Ngươi hãy làm nguyên liệu nấu ăn cho bổn tướng đi. Nói xong, hắn ta chỉ ngón giữa và ngón trỏ đâm thẳng vào trán Isabella. Hừ. Isabella hừ nhẹ một tiếng, thân hình trong nháy mắt vọt đến trước mặt nam nhân lông mày lửa, lòng bàn tay sáng lên hàn mang hướng thẳng vào cổ họng đối phương. Tốc độ nàng vô cùng nhanh, giống như một cái bóng, từ ra tay đến thu chiêu. Thậm chí ngay một giây cũng chưa đến. Từ cái ngày nàng trở thành sát thủ, tốc độ chính là đại sát khí của nàng. Trong kiếp sống hơn 10 năm làm nghề, nàng đã gặp được vô số đối thủ mạnh hơn mình, vô số mục tiêu khó chơi, nhưng tất cả đều bại dưới tốc độ siêu tuyệt của nàng. Nhất là sau khi được Hạ Thiên tẩy tủy phạt xương, tăng lên độ kiếp kỳ, tốc độ của nàng đã tiến vào cảnh giới khó mà tin được. Có thể nói, ngoại trừ Hạ Thiên và Nguyệt Thanh Nhã, không có ai có thể nhanh hơn nàng. Mà nhanh hơn nàng lại không có kinh nghiệm giết người phong phú như nàng. Cho dù là Hạ Thiên, giết người cũng chưa chắc nhiều bằng nàng. Đối với người lai lịch không rõ trước mắt, nàng cảm nhận được một khí tức không rõ, cho nên nhất định nàng phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Cho dù giết nhầm, cũng chỉ có thể đổ cho việc hắn ta không may mắn. Huống chi, chỉ dựa vào hành vi lạm sát kẻ vô tội của hắn ta vừa rồi, nàng không có khả năng giết nhầm được. Phốc! Một giây qua đi, uy lực một chiêu này của Isabella mới hiện ra, cổ họng nam nhân lông mày lửa bị cắt một đường, máu tươi bắn tung tóe. Isabella mặt không thay đổi thu lại chủy thủ, quay người chuẩn bị chạy đi. Vị tiên tử này, người đang làm cái gì thế? Nhưng vừa mới đi được hai bước, đằng sau lưng của nàng vang lên một âm thanh hơi tức giận. Ngươi không có việc gì. Isabella quay lại, đột nhiên phát hiện nam nhân lông mày lửa vẫn bình yên vô sự, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Nam nhân lông mày lửa nhe răng cười, cảnh giới của ngươi không thấp, đáng tiếc vì sao linh khí và pháp lực lại yếu như vậy. Đúng là đáng tiếc. Phốc, giọng nói bị cắt ngang, cổ họng và tim của hắn ta đồng thời đều chịu một đao. Máu tươi một lần nữa dâng trào. Ngươi là ai? Isabella thu hồi chủy thủ,
cổ họng và tim của nam nhân lông mày lửa trong chớp mắt khôi phục lại nguyên trạng. Ta tên Bá Hỏa, thần tướng đến từ Ma La giới Liên minh tu tiên, tu vi độ kiếp kỳ. Nam nhân lông mày lửa mỉm cười giễu cợt, dùng loại giọng điệu cao cao tại thượng nói, đối với tu tiên giả ở cái nơi tiên còn bỏ này mà nói, bổn tướng chính là thần. Bây giờ ngươi quỳ xuống tham bái vẫn còn kịp. Ngươi độ kiếp kỳ thì thế nào? Mặc dù ánh mắt Isabella hiện lên sự kinh nghi, nhưng rất nhanh đã chấn định lại, ta cũng là độ kiếp kỳ, cái gì mà thần hay không thần. Người tự xưng là thần trước giờ không phải thứ gì tốt. Khinh nhờn thần minh, đúng là khó mà tha thứ. Nam nhân lông mày lửa hơi chút thất vọng lắc đầu, còn nữa, ngươi đừng dùng từ cũng. Ngươi không phải độ kiếp kỳ. Không, chút cảnh giới đó của ngươi hoàn toàn không xứng gọi là độ kiếp kỳ. Isabella lười nói nhảm. Siết chặt chủy thủ trong tay, một lần nữa vọt đến trước mặt nam nhân lông mày lửa. Lần này, tốc độ càng nhanh hơn. Bên trên chủy thủ bám vào từng sợi linh khí, nàng sử dụng công pháp học được từ Nguyệt Thanh Nhã. Thần mang trảm nguyệt. Một luồng bạch mang như mây hoành không xuyên thấu cơ thể nam nhân lông mày lửa. À, công pháp này không tệ lắm. Đáng tiếc, uy lực quá yếu. Nam nhân lông mày lửa cúi đầu nhìn vết thương. Không mặn không nhạt bình tĩnh nói, đáng tiếc, chỉ là công pháp kim đan kỳ, hoàn toàn vô dụng đối với bổn tướng. Thần mang toái nguyệt. Isabella cau chặt mày, biến thành tật ảnh, nhanh chóng chém vào người nam nhân lông mày lửa. Độ kiếp kỳ của ngươi không khỏi có tiếng mà không có miếng. Mặc dù thân hình nam nhân lông mày lửa vỡ thành vô số tàn phiến, nhưng âm thanh vẫn trào phúng như cũ, là do phù diêu tiên tử không truyền lại công pháp độ kiếp kỳ. Hay là đám tu tiên giả các ngươi quá phế vật. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trong lòng Isabella dâng lên một cảm giác không ổn. Nam nhân lông mày lửa trước mắt quá mức quỷ dị. Nàng dùng 6-7 phần thực lực nhưng không hề thương tổn được hắn ta mảy may. Lần trước nàng bất lực như vậy là khi đối mặt với Hạ Thiên. Chẳng lẽ độ kiếp kỳ trên trái đất và độ kiếp kỳ ở liên minh tu tiên chênh lệch lớn đến như vậy sao? Phi tuyết, liên nguyệt. Isabella quyết định nhanh chóng, lập tức ném con dao trong tay ra. Chỉ thấy chủy thủ lóe lên, kéo ánh sáng như một sợi dây, trói chặt nam nhân lông mày lửa. Không khí trong phạm vi mấy chục mét cũng nhanh chóng lưu chuyển, không bao lâu sau tạo thành một vòng xoáy linh khí, vặn nam nhân lông mày lửa thành bánh quai trèo. À, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, thật khiến người ta phải thất vọng. Nam nhân lông mày lửa lộ vẻ khinh thường, lắc đầu nói. Isabella không khỏi giật mình, dựa vào trực giác của sát thủ, vội vàng triệt thoái về phía sau. Đáng tiếc đã muộn. Nam nhân lông mày lửa khẽ quát một tiếng, linh tác trên người đứt đoạn, vòng xoáy linh khí bị đánh tan tác. Trên người hắn ta nổi lên hồng quang mỏng nhạt, một luồng khí tức khác biệt với linh khí trên trái đất trong nháy mắt lan ra. Tiên tử, người bận rộn cả nửa ngày, chắc mệt rồi. Nam nhân lông mày lửa nhếch miệng. Nhấc trưởng đánh về phía Isabella. Isabella nhanh chóng tính ra được uy lực và phạm vi đả kích của một trưởng này, cơ thể thậm chí vượt qua cả suy nghĩ một bước, nhanh chóng thối lui đến khu vực an toàn. Ngươi tránh được không? Giọng nói của nam nhân lông mày lửa bỗng nhiên vang lên sau lưng Isabella. Phốc! Isabella đột nhiên cảm giác được sau lưng chịu một trưởng, một luồng khí tức giống như dung nham đánh vào cơ thể của nàng, khiến nàng phun ra một ngụm máu. Ha ha, cơ thể yếu ớt như thế, rốt cuộc ngươi tu luyện đến độ kiếp kỳ như thế nào vậy? Gương mặt nam nhân lông mày lửa lộ ra sự nghi ngờ, lẽ ra chỉ cần cố qua kim đan linh đài, tôi qua nguyên anh hồn khí, sau đó tách rời nguyên thần và nhục thể, rồi hợp cùng một thể với thiên địa nguyên khí, như thế mới có thể thành tựu một bộ đạo mạch cương thể. Chờ đến khi độ kiếp, ngươi mới có thể chịu được uy của thiên kiếp. Isabella nghe người này nói, trong lòng không khỏi mê man. Cảnh giới của các nàng gần như đều dựa vào nghịch thiên bát châm của Hạ Thiên nâng lên. Trước giờ nàng không biết cảnh giới đó lại có nhiều trình tự và thuyết pháp đến như thế. Đúng là kỳ lạ. Nghi hoặc trong mắt nam nhân lông mày lửa càng nhiều, hứng thú đối với Isabella lại càng lớn, óc của ngươi, bổn tướng không thể không ăn. Ngươi nhất định không phải thông qua tu luyện, mà đã sử dụng một thủ đoạn nào đó, một đường tiêu thăng đến độ kiếp kỳ. Không. Người như ngươi chỉ có thể gọi là ngụy kiếp kỳ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì.
Isabella phát hiện thực lực của nàng khả năng không phải là đối thủ của người trước mắt. Nàng phải nghĩ cách thoát khỏi cuộc chiến này, sau đó thông báo cho Hạ Thiên và đám người Dạ Ngọc Mị, người của Tu Tiên Liên Minh đã đến, hơn nữa còn rất lợi hại. Đối thủ mạnh như vậy, tuyệt đối không thể khinh thường, đồng thời nhất định phải sớm diệt trừ. Cô ảnh Lạc Nguyệt. Isabella suy nghĩ một chút, lập tức có một kế hoạch, sử dụng tuyệt kỹ áp đáy hòm của mình. Ha ha, người muốn chạy trốn sao? Nam nhân lông mày lửa thoáng nhìn, nhanh chóng khám phá ra ý đồ của Isabella, lại nhấc trưởng chộp vào hư không. Phốc! Isabella vừa nhấc lên linh khí, đã bị cách không vỗ nứt, không khỏi phun ra tiếp một ngụm máu tươi. Hãy để ta nếm thử óc của ngươi. Nam nhân lông mày lửa cười khẽ, ngón giữa và ngón trỏ đã đưa về phía đỉnh đầu Isabella. Lúc này, Isabella đã bị nội thương không nhẹ, càng làm cho nàng lo lắng chính là, nàng không sử dụng được linh khí. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng có khả năng bị người trước mắt ăn sạch óc mà chết. Nàng không muốn chết, càng không muốn chết một cách uất ức như thế. Đã như vậy, vậy thì cùng chết. Isabella bỗng nhiên trở nên hung ác, cắn nát đầu lưỡi, thông qua kẽ răng hở đẩy ra một viên thuốc nhỏ màu trắng có hình vẽ, phun thẳng vào nam nhân lông mày lửa. Đây là một loại hóa tiên phù hoàn. Nếu dùng máu đầu lưỡi, đầu ngón tay và tim, nó có thể bộc phát uy lực kinh người. Sau khi biết được đối thủ của mình là Liên Minh Tu Tiên, ngoại trừ mỗi ngày đều tu luyện, thúc giục Hạ Thiên Tăng lên nghịch thiên bát châm, các nàng cũng không phải là không có hành động gì. Loại phù hoàn này chính là thủ đoạn bảo mệnh mà Nguyệt Thanh Nhã và Cơ Thanh Ảnh đã nghiên cứu ra được. Sao? Nam nhân lông mày lửa vốn có chút xem thường, nhưng sau khi phù hoàn sáng lên một luồng ánh sáng yếu ớt, con ngươi của hắn ta không khỏi co rụt lại, sau đó nhanh chóng rút lui. Luồng ánh sáng trắng đó chỉ lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo, trong phạm vi mấy trăm dặm đều rơi vào hoàn cảnh im ắng, giống như hư không. Trong thời gian cực ngắn đó, luồng ánh sáng trắng đó đi đến đâu, tất cả những vật có sinh mệnh đều trực tiếp khô héo, lực sinh mệnh tiêu tán không còn một mảnh. Cũng may, trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đều không hề có dấu chân người. Vốn người sống cũng đã bị nam nhân lông mày lửa giết sạch. Đây là thủ đoạn gì thế? Ngược lại có chút thú vị. Ngoài trăm dặm, nam nhân lông mày lửa lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm vùng đất trống bên dưới, lạnh lùng nói, tuy nhiên, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của bổn tướng. Cho dù đào đất trăm trượng cũng phải tìm ngươi cho bằng được. Nói xong, hắn ta nhấc trưởng đánh xuống đất. Một luồng diễm khí từ trưởng lực của hắn ta phun ra ngoài, lửa lớn rừng rực tràn ngập bốn phía. Trong lúc ngọn lửa của nam nhân lông mày lửa sắp lan đến ngàn dặm, trong đầu vang lên giọng nói đầy lo lắng của nữ nhân kia, này, bá hỏa, ta đang gặp phiền phức, ngươi lập tức đến hỗ trợ ta ngay. Nam nhân lông mày lửa đáp lại, ta đang bận, không rảnh. Mau cút đến đây, ta phát hiện người mà thần quân muốn tìm. Nữ nhân kia quát, nam nhân lông mày lửa giật mình, ngược lại coi trọng, đành phải thu trưởng, lạnh lùng nói, trước tha cho ngươi, ta sẽ thu thập ngươi sau. Dưới lòng đất mấy trăm mét, Isabella lặng yên thở phào một hơi, nhưng dự cảm bất thường lại mạnh hơn, rất có thể bên phía Hạ Thiên đã xảy ra chuyện. Mấy phút trước, đỉnh núi tuyết, trải qua một ngày dọn dẹp và chỉnh đốn, phái tuyết sơn đã dần dần tẩy đi mây đen, khôi phục lại sinh cơ ngày xưa. Trải qua khoảng thời gian bị Tiết Vạn Tinh giày vò cùng Hạ Thiên ra tay, linh mạch chân núi tuyết xem như đã bị phế. Tuy nhiên, điều này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Linh mạch chân núi tuyết đã sớm bị ô nhiễm, trưởng môn lịch đại phái Tuyết Sơn vẫn luôn có ý định tịnh hóa linh mạch. Đáng tiếc đều không thành công, ngược lại khiến cho mức độ ô nhiễm càng lúc càng nặng, đến mức không thể không chia linh mạch thành ba phần. Cho dù là như vậy, bọn họ vẫn không cách nào khống chế linh mạch ô nhiễm. Hiện tại, một lần duy nhất thanh trừ hết ô nhiễm, xem như cắt thịt khoét đau, ngược lại có cơ hội bắt đầu sống lại lần nữa. Băng Vạn Phách vẫn là trưởng môn như cũ, cũng không phải là bà không chịu nhường lại vị trí, mà là không ai chịu tiếp nhận. Ninh Vọng Hải hoàn toàn không có hứng thú với chuyện này. Nếu không, ông cũng không tự phế tu vi xuống núi 40 năm trước. Bạch Vạn Bang ngược lại muốn tiếp nhận, nhưng bây giờ cục diện Bạch gia đang rối rắm. Ông cũng chẳng còn tinh lực chấn hưng lại phái Tuyết Sơn. Những người có lót chữ Vạn,
hoặc nhiều hoặc ít có liên quan đến Tiết Vạn Tinh, hoặc là người bình thường, hoàn toàn không đảm đương nổi trách nhiệm này. Bên trong nghị sự điện, chuyện lần này, ta đã phạm rất nhiều sai lầm lớn, suýt chút nữa làm hại trên dưới phái Tuyết Sơn vạn kiếp bất phục, ta thật sự hổ thẹn với trọng thác. Băng Vạn Phách không khỏi cảm thán, bị ai nói, phái Tuyết Sơn thật sự đã xuống dốc, không lựa chọn được một nhân tài trong thế hệ trẻ đảm đương chức trách lớn. Cho nên, ta muốn mời hai vị sư huynh. Băng sư muội, ngươi nên tiếp nhận chức trưởng môn này đi. Bạch Vạn Bang cười ha hả cắt ngang lời Băng Vạn Phách, bắt đầu giải thích, lúc trước, chúng ta bị Tiết Vạn Tinh che giấu, cho rằng ngươi đã gây ra tai họa cho phái Tuyết Sơn. Bây giờ, mọi hiểu lầm đã được tiêu trừ, chúng ta mới biết được thật ra ngươi đã làm rất tốt. Ninh Vọng Hải cũng phụ họa, băng sư muội, hiện tại không có ai thích hợp hơn muội. Muội đành phải vất vả tiếp tục trèo chống thôi. Không thì để Hạ Thiên Hạ tiên sinh làm trưởng môn phái Tuyết Sơn, như thế nào? Băng Vạn Phách bỗng nhiên đưa ra một đề nghị. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, cái này thì thôi đi. Hạ Thiên không thích làm đâu. Cho dù bà thật sự muốn hắn làm trưởng môn, hắn cũng sẽ không quan tâm. Cho nên, không cần thiết phải như thế đâu. Nhụy Nhụy, không thì ngươi làm trưởng môn nhé. Ánh mắt Băng Vạn Phách sáng rực nhìn Ninh Nhụy Nhụy, tu vi của ngươi không thấp, thậm chí còn cao hơn so với chúng ta, duyên phận với phái Tuyết Sơn cũng không cạn. Nếu ngươi làm trưởng môn, Hạ Thiên nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ phái Tuyết Sơn. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu từ chối, băng nãi nãi, bà đừng tìm ta. Ta hoàn toàn không có hứng thú với chức trưởng môn, ta chỉ muốn tự do tự tại làm chuyện mà ta muốn làm. Băng Vạn Phách lo lắng nói, hiện tại phái Tuyết Sơn đang thế nhỏ, lại không có linh mạch để cậy vào. Nếu không tìm được chỗ dựa, chỉ sợ chưa được mấy năm sẽ phải mai danh ẩn tích giang hồ mất. Như vậy, ta sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn lịch đại tiên tổ phái Tuyết Sơn. Ánh mắt Ninh Nhụy Nhụy đảo quanh, liếc nhìn Băng Ngữ Hạ đang im lặng không nói, nếu bà muốn tìm Hạ Thiên làm chỗ dựa, bà có thể để cháu gái của bà đảm đương chức trưởng môn. Nàng! Băng Vạn Phách cau mày, mặc dù bà rất sủng ái đứa cháu gái này, nhưng bà lại không cho rằng Băng Ngữ Hạ có thể đảm đương được chức trách lớn, ít nhất trước mắt nàng ấy chưa có tiềm lực về phương diện này. Băng Ngữ Hạ cũng biết tiêu chuẩn của mình như thế nào, trực tiếp lắc đầu, ta không được đâu. Tu vi của ta quá thấp, không có năng lực quản lý một môn phái lớn đến như thế. Ninh Nhụy Nhụy cười nhạt, năng lực có thể bồi dưỡng, tu vi cũng có thể thông qua đường tắt mà tăng lên. Nếu có phiền phức, người tìm Hạ Thiên là được. Băng Ngữ Hạ không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Nhụy Nhụy, ý của ngươi Hạ Thiên hắn. Băng Vạn Phách thấy mặt cháu gái đỏ ửng lên, không khỏi giật mình nhưng vẫn không dám xác định có phải là ý đó hay không, đành phải hỏi Băng Ngữ Hạ, Hạ Nhi, con cảm thấy Hạ tiên sinh như thế nào? Con cảm thấy, Băng Ngữ Hạ ngây người, không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nói, hắn cứu mạng con, cũng cứu mọi người và phái Tuyết Sơn, hắn là một đại anh hùng. Khi nói những lời này, nàng vừa xấu hổ vừa e sợ, biểu hiện giống như một tiểu nữ nhi. Người ở đây ai mà không phải nhân tinh, tất nhiên đều có thể nhìn ra. Ta nói chỉ là sự thật, không có ý gì khác. Băng Ngữ Hạ thấy mọi người đều nhìn mình, lại càng ngại ngùng, hoàn toàn không còn sự lãnh ngạo và quái gở như lúc trước. 2. Băng Vạn Phách than thầm một tiếng, biết chuyện lúc trước đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với đứa cháu gái này. Nàng nhất định đã sinh ra tình cảm với Hạ Thiên. Chỉ là bà biết rất rõ. Hạ Thiên cũng không phải lương phối, tình cảm của cháu gái bà chỉ sợ khó mà có kết quả tốt. Tuy nhiên, chuyện này so sánh với việc trấn hưng phái Tuyết Sơn hoàn toàn không có ý nghĩa. Đã như vậy, trước định Hạ Nhi làm thiếu trưởng môn. Băng Vạn Phách nhanh chóng đưa ra quyết đoán. Không đợi người khác phát biểu ý kiến, bà nói với Băng Ngữ Hạ, tuy nhiên, căn cơ tu vi của con bây giờ vẫn còn thấp, lại chưa trải qua thế sự, ta sẽ phái con đến Giang Hải. Đi theo bên cạnh Hạ tiên sinh để học tập. Dù sao Hạ tiên sinh cũng là minh chủ liên minh Cửu Sơn, phái con đến đó học tập cũng không tính là quá phận. Nhụy Nhụy, người không có ý kiến gì chứ? Băng Vạn Phách biết Ninh Nhụy Nhụy là nữ nhân của Hạ Thiên, sợ quyết định này sẽ chọc giận nàng. Ninh Nhụy Nhụy khoát tay, nữ nhân Hạ Thiên nhiều lắm, nếu ta ăn dấm, đoán chừng đã sớm tức chết rồi. Băng Vạn Phách thả lỏng trong lòng,
quay sang hỏi cháu gái của mình, con có ý kiến gì không? Dạ không. Lúc này, phản ứng của Băng Ngữ Hạ lại cực nhanh, gật đầu lĩnh mệnh. Vậy thì, trong lúc Băng Vạn Phách đang định nói tiếp cái gì đó, bỗng nhiên một luồng u quang từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng mái nhà bắn thẳng vào ngực của bà. Phốc! Băng Vạn Phách cảm thấy ngực cứng lại, sau đó há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nãi nãi! Băng Ngữ Hạ hoảng sợ không thôi, tiến lên đỡ lấy Băng Vạn Phách. Ninh Nhụy Nhụy cũng lấy làm kinh hãi, sau đó xấu hổ vô cùng. Nàng lại không cảm thấy có người đột kích. Tuy nhiên, phản ứng của nàng vẫn rất nhanh, mọi người đến Lăng Tiêu Điện, ta ra ngoài một lát. Lời còn chưa dứt, Ninh Nhụy Nhụy đã phát lực, cả người đằng không bay lên, xuyên qua cửa sổ bay ra bên ngoài. Sau khi ra ngoài, Ninh Nhụy Nhụy lập tức ngưng mắt nhìn xung quanh, rất nhanh khóa chặt một vị khách không mời mà đến. Giữa không trung núi tuyết, một nữ nhân trẻ tuổi mặc váy dài màu lam đang chơi đùa, bắn từng giọt nước về bốn phương tám hướng. Dừng tay! Ninh Nhụy Nhụy xông đến, quát lớn với nữ nhân kia, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ta chẳng làm gì cả, ta đang cảm thấy nhàm chán nên chơi trò chơi mà thôi. Gương mặt nữ nhân váy dài đạm mạc vô cùng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chơi? Ta chơi cái đầu ngươi đấy. Ninh Nhụy Nhụy khó chịu trừng mắt, bất mãn quát lớn đối phương, ngươi có biết vừa rồi thiếu chút nữa ngươi đã giết Băng trưởng môn rồi không? Cho dù ngươi là tu tiên giả, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Nếu không, ngươi sẽ làm bị thương rất nhiều người vô tội. Nữ nhân váy dài khẽ cười, sâu kiến thôi mà, giết thì giết, có cái gì vô tội hay không vô tội. Vậy ta cũng giết ngươi luôn. Ninh Nhụy Nhụy tức điên lên, nhấc chân đạp về phía nữ nhân váy dài. Ngươi là tu tiên giả. Nữ nhân váy dài ung dung đỡ lấy chân Ninh Nhụy Nhụy, khóe miệng câu lên, như vậy sẽ bớt không ít thời gian. Nơi này của các ngươi, ai có tu vi cao nhất, không ngại gọi hắn ra tham kiến ta. Tham kiến cái đầu ngươi đấy. Ninh Nhụy Nhụy rút đôi chân dài về, vặn người đạp tới. Bốp! Nữ nhân váy dài nhẹ nhàng vỗ một cái, hóa giải lực đạo chân Ninh Nhụy Nhụy, hơi khinh thường nói, nếu là tu tiên giả, ngươi cũng đừng sử dụng loại võ kỹ vô dụng này, cứ lấy ra thần thông bản mệnh của ngươi đi, để ta xem cái nơi tiên bỏ đi này rốt cuộc có tiêu chuẩn gì. Ninh Nhụy Nhụy nghe đối phương nhắc đến danh từ tiên bỏ đi, trong lòng không khỏi có chút liên tưởng không tốt, vội quát hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi từ đâu đến? Nói cho ngươi biết cũng không sao, vừa lúc ta muốn mượn miệng của ngươi truyền đi mục đích của chúng ta. Gương mặt nữ nhân váy dài lộ ra thần sắc ngạo nghễ, chậm rãi nói, ta là Thanh Thủy Tiên Tử đến từ Liên Minh Tu Tiên. Lần này ta phụng mệnh đến đây tuần tra khu vực này của các ngươi. Cho nên, ngươi mau thông báo cho người có tu vi cao nhất của các ngươi hoặc trưởng môn tiên môn nhanh chóng đến tham kiến ta. Ninh Nhụy Nhụy lạnh giọng hỏi, các ngươi là vì Hạ Thiên mà đến. Hạ Thiên là ai? Nữ nhân váy dài nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ hắn là người có tu vi cao nhất ở cái nơi tiên bỏ đi này? Ninh Nhụy Nhụy ngưng thần đề phòng, nữ nhân kia đến từ Liên Minh Tu Tiên. Trước kia, bọn họ chỉ từ miệng của Hạ Thiên nghe được cái từ này, không nghĩ đến hôm nay lại tận mắt nhìn thấy. Vậy tại sao không phải ngươi đi tham kiến hắn chứ? Ninh Nhụy Nhụy lạnh giọng hỏi. Ở cái chỗ chết tiệt này của các ngươi, tu vi có cao hơn nữa cũng chỉ là sâu kiến, không xứng ta hạ mình chiếu cố. Thái độ nữ nhân váy dài vô cùng kiêu căng, sau đó bất mãn nhìn Ninh Nhụy Nhụy, ngươi thấy bổn tiên tử mà không quỳ lạy, còn dám dùng loại giọng điệu đó nói chuyện với ta, thuộc đại bất kính, bổn tiên ban cho ngươi cái chết. Ninh Nhụy Nhụy không dám khinh thường, âm thầm thôi động linh khí rót vào Lưu Vân Thiết Nhận. Ta đưa ngươi đi chết trước. Nàng hét lớn một tiếng, tạo sự chú ý của đối phương, sau đó lưỡi đao nhanh chóng đâm ra, đâm thẳng vào cổ họng đối phương. Đinh! Mặc dù nữ nhân váy dài có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không trốn tránh, giơ ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng kẹp lấy Lưu Vân Thiết Nhận. Muốn đánh lén, vậy thì không nên lên tiếng. Nữ nhân váy dài lắc đầu, thất vọng nói, hơn nữa, phẩm chất binh khí của ngươi có, nhưng phương thức rót linh khí lại quá nguyên thủy. Ta nhìn thấy đã biết ngươi muốn làm cái gì. Biết thì thế nào? Ninh Nhụy Nhụy muốn thu hồi Lưu Vân Thiết Nhận, đột nhiên phát hiện nàng không thể kéo được, đành phải biến lưỡi đao Lưu Vân Thiết Nhận thành vân khí, sau đó chém đến. Điêu trùng tiểu kỹ,
dùng một lần thì thôi đi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đối phó được bổn tiên tử sao? Nữ nhân váy dài hừ lạnh một tiếng, bỗng khoát tay, cách không vỗ ra một chưởng với Ninh Nhụy Nhụy. Sao? Ninh Nhụy Nhụy không khỏi nghi hoặc, bởi vì nàng không hề cảm nhận được bất kỳ điều gì khác thường, giống như đối phương chỉ bày ra tư thế. Chớp mắt tiếp theo, trường lực bạo phát trong cơ thể nàng. Vân khí đầy trời bỗng nhiên co vào, toàn bộ ngưng tụ bên trong cơ thể của nàng, khiến cho cả người nàng giống như muốn nổ tung. Phốc! Ninh Nhụy Nhụy rất nhanh không nhịn được, há miệng phun ra một ngụm máu. Chỉ bấy nhiêu thôi sao? Nữ nhân váy dài cười khẽ, vô cùng khinh thường nói, cái nơi khỉ ho cò gáy này quả nhiên không đáng để mỉm cười một cái. Cơ thể tu tiên giả giống như bánh quế, còn có thể thành chuyện gì được chứ? Lời còn chưa dứt, lông mày của nàng ta bỗng nhiên cau lại. Tiếp theo, một đoạn vân nhận bỗng dưng xuyên thấu lồng ngực của nàng ta. Cũng may, nàng ta đã nhận ra nguy hiểm trước khi bị đâm rách, cơ thể biến thành một chùm hơi nước nhưng rất nhanh đã ngưng tụ lại thành hình người. Thế nào, tư vị không tệ chứ? Ninh Nhụy Nhụy lau vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nói, ta còn tưởng ngươi lợi hại lắm, bây giờ nhìn lại cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngươi muốn chết? Nữ nhân váy dài vô cùng giận dữ, sát tâm bùng phát, khoát tay phóng ra một luồng thủy quang. Ngay sau đó, bên dưới núi tuyết, nước bên trong tất cả hồ nước, dòng sông đều giống như sống lại, bay thẳng lên, hội tụ dưới chưởng của nàng ta. Một chưởng mang theo sóng lớn cuồn cuộn chụp về phía Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy cảm nhận được sự không ổn, biết chiêu này tuyệt đối không thể ngạnh kháng, lập tức lách mình né tránh. Ngươi trốn được sao? Nữ nhân váy dài hừ lạnh một tiếng, bàn tay đánh vào hư không, chỉ thấy sóng nước đầy trời trong nháy mắt nổ tung, vô số giọt nước như vạn tên cùng bắn, không ai có thể né tránh được. Những nơi mà giọt nước đi qua, xuyên thạch phá phong, uy lực vô tận. Ninh Nhụy Nhụy vận phiếu miểu bộ né tránh những giọt nước như hạt mưa kia. Tuy nhiên, ban công cung điện phái Tuyết Sơn bị những giọt nước kia trực tiếp phá hủy, nhanh chóng biến thành một vùng phế tích. Rất nhanh, giọt nước càng lúc càng nhiều, thậm chí ngay cả một số ngọn núi cũng bị san bằng. Núi bị gọt nát, Ninh Nhụy Nhụy cũng không quan tâm, nhưng rất có thể sẽ gây họa cho người bình thường dưới núi, chẳng lẽ lạm sát kẻ vô tội cũng là nhiệm vụ của Tu Tiên Liên Minh đưa cho ngươi? Ninh Nhụy Nhụy lạnh giọng chất vấn. Nữ nhân váy dài không hề cảm thấy xấu hổ, tiên khí chi địa vốn là do vượt qua dị thiên đại họa mới bị phế thành hoang vực, trở thành nơi lưu vong tội nhân. Cho dù bổn tiên tử giết hết sâu kiến ở đây cũng sẽ được liên minh tu tiên khen thưởng. Lúc này, nữ nhân váy dài tiếp tục biến giọt nước thành cột nước, giống như từng thanh cự kiếm chém về bốn phương tám hướng. Dưới đáy núi tuyết, không ít người nhìn thấy dị dạng trên đỉnh núi. Nhất là nước trong những hồ nước chung quanh đều bị hút lên giữa không trung. Tình huống này đúng là ngàn năm khó gặp. Một lát sau, những giọt nước rơi xuống, nhưng lực đạo lại giống như tảng đá bay xuống, bất luận là xe, nhà ở đều bị giọt nước xuyên thủng thành trăm ngàn lỗ hổng. Lúc này, có một số người cảm giác không thích hợp, vội kêu lên, chẳng lẽ có mưa đá sao? Mưa đá nào mạnh như vậy chứ? Chẳng khác nào ném bom. Không phải mưa đá, mà hình như là kiếm. Không ổn rồi, chạy mau. A, cứu mạng. Cự kiếm chém xuống, người bình thường tất nhiên không cách nào ngăn cản, rất nhanh có người bị rơi trúng, không rõ sống chết. Đủ rồi. Ninh Nhụy Nhụy ngừng lại, lạnh lùng nhìn nữ nhân váy dài, người muốn giết ta đúng không? Vậy ngươi đến giết ta đi, không cần phải sử dụng loại thủ đoạn đó đâu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngón tay nữ nhân váy dài vuốt khẽ, chỉ thấy màn nước bao vây nàng ta lại, bổn tiên tử muốn giết người tất sẽ có thủ đoạn. Vừa nãy ta mới vui vẻ được một chút, ngươi lại làm mất hứng thú của ta. Giết ngươi làm sao mà có thể giải được hận của ta? Ta nhất định phải chơi cho thật vui, sau đó sẽ giết ngươi. Nhìn thấy người dưới chân núi hốt hoảng chạy trốn, nàng ta nhịn không được phá lên cười, đám sâu kiến này ngược lại rất thú vị. Bộ dạng chạy trối chết phụng về vô cùng, giống như heo chó. Giết hại người vô tội, vậy mà ngươi còn cười được, ngươi đúng là không còn chút nhân tính nào. Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được mắng to. Nhân tính. Gương mặt nữ nhân váy dài hiện lên sự khinh thường, ta là tiên tử của liên minh tu tiên, loại phàm phu tục tử như ngươi có xứng nói chuyện nhân tính với ta sao?
lời nói thật khiến người ta buồn nôn. Ninh Nhụy Nhụy không che giấu sự chán ghét của mình, lạnh lùng nói, liên minh tu tiên của ngươi là gì, đang làm cái gì, ta không hứng thú muốn biết. Nhưng nơi này là trái đất, ngươi dám làm chuyện này, ngươi chỉ có con đường chết. Ha ha, chỉ dựa vào ngươi sao? Nữ nhân váy dài có chút khinh bỉ, cười nhạo Ninh Nhụy Nhụy, cái mạng nhỏ của ngươi đang nằm trong tay ta, ta có thể bóp chết ngươi bất cứ lúc nào. Tiểu cô nương, khi không có thực lực, tốt nhất đừng nên mạnh miệng. Nếu không, ngươi sẽ tự gây tai họa cho mình. Còn chưa đến phiên ngươi dạy ta. Ninh Nhụy Nhụy nhấc lên tất cả linh khí, rót vào Lưu Vân Thiết Nhận, sau đó huy kiếm áp xuống màn nước xung quanh nàng. Lưu Vân Thiết Nhận chém ra. Đáng tiếc, bất luận chảm phách như thế nào cũng không dung chuyển được màn nước nửa phần. Ta giữ ngươi lại chỉ vì ta cảm thấy nhàm chán, thuận tiện hỏi ngươi tu tiên giả lợi hại nhất nơi này của ngươi có xuất hiện hay không. Nữ nhân váy dài vừa hứng thú nhìn Ninh Nhụy Nhụy vùng vẫy giấy chết bên trong màn nước, vừa tiếp tục khu động cự kiếm thủy hình chém về bốn phương tám hướng, ngươi đừng nên cho rằng ngươi có thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho ta. Với chút tu vi đó của ngươi, quả thật không xứng. Ta thấy ngươi mới là không xứng. Ninh Nhụy Nhụy không hề từ bỏ, sử dụng phiếu miểu bộ không ngừng thăm dò bên trong màn nước, tìm kiếm cơ hội phá vòng vây. Đúng là một con côn trùng khiến người ta chán ghét. Nữ nhân váy dài cảm thấy có chút mệt mỏi, khoát tay rút lại màn nước, bao bọc cả người Ninh Nhụy Nhụy bên trong. Sao? Ninh Nhụy Nhụy bị ngâm trong nước, không cách nào hô hấp. Trong lòng nàng dâng lên một nghi hoặc, sau khi được Hạ Thiên tẩy tủy phạt xương, nàng có thể hô hấp một cách thoải mái trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhưng tại sao bây giờ lại không được? Tiểu cô nương, tuy ngươi là tu tiên giả nhưng vì sao ngươi không khác gì người bình thường thế? Gương mặt nữ nhân váy dài hiện lên sự khinh miệt, cơ sở tu tiên ở cái nơi tiên không thèm ở này đã luân lạc đến hoàn cảnh thô lậu như vậy sao? Rõ ràng đã tẩy tủy phạt xương, nhưng khổng khiếu lại không thông suốt, linh căn cũng không được bổ sung, rốt cuộc ngươi tu tiên như thế nào vậy? Liên quan gì đến ngươi? Ninh Nhụy Nhụy mắng lại một câu. Hừ, được rồi, dù sao cũng không đáng để mỉm cười, ngươi nên đi chết thì hơn. Nữ nhân váy dài không cách nào dễ dàng tha thứ cho một con giun con dế 5 lần 7 lượt bất kính với mình. Tâm niệm vừa động, sóng nước vô tận xông vào cơ thể của Ninh Nhụy Nhụy. Ngươi mới là muốn chết đấy. Đúng vào lúc này, một bóng người lao đến, mang theo uy năng sóng to gió lớn đánh vào đầu nữ nhân váy dài. Lại thêm một con sâu kiến không biết mùi vị. Nữ nhân váy dài cảm nhận luồng sức mạnh, sau đó khoát tay, một màn nước chặn lại người đến. Bốp, màn nước nổ tung, sóng văng tung tóe. Tiếp theo, một cái chân mang dép lê đạp thẳng vào mặt nữ nhân váy dài, không hề có chút cầu kỳ. Nữ nhân váy dài còn chưa kịp phản ứng, cả người giống như mũi tên bay rớt ra ngoài, nện vào bên trong một sơn cốc. Màn nước quanh thân Ninh Nhụy Nhụy cũng nhanh chóng tản đi, nàng cũng rơi vào ngực của một người. Tiểu muội chân dài, nàng không sao chứ? Hạ Thiên lấy ra ngân châm đâm vào người Ninh Nhụy Nhụy hai cái. Dưới tác dụng của băng hỏa linh khí, Ninh Nhụy Nhụy rất nhanh khôi phục lại, há miệng muốn nói cái gì đó nhưng lại nôn ra một miếng nước. Hạ Thiên, ngươi cẩn thận, nữ nhân kia không đơn giản. Ninh Nhụy Nhụy ngay cả nước đọng nơi khóe miệng cũng không thèm lau, vội nhắc nhở Hạ Thiên, nàng ta nói nàng ta đến từ liên minh tu tiên, hình như có nhiệm vụ gì đó, nàng ta còn. Được rồi. Tiểu muội chân dài, nàng không cần nói nữa. Hạ Thiên đưa tay lau sạch vết nước đọng nơi khóe miệng Ninh Nhụy Nhụy, cười nói, nàng cứ ở bên cạnh là được, chẳng cần quan tâm nàng ta từ đâu đến. Dám cư xử với nàng như vậy, nàng ta chỉ có một con đường chết. Đừng khinh thường như thế, Ninh Nhụy Nhụy nhắc nhở một câu. Hạ Thiên cũng không để ý, ôm lấy Ninh Nhụy Nhụy rơi xuống trước đại điện phái Tuyết Sơn, sau đó đặt nàng xuống, nàng cứ ở đây xem kịch. Ta sẽ đánh nàng ta, giúp nàng xả giận. Là ai đã dám ra tay với bổn tiên như thế? Nữ nhân váy dài phất tay chạm phá một ngọn núi, sau đó bay lên giữa không trung, đưa mắt nhìn bốn phía, ngươi cho rằng bổn tiên tử không biết nổi nóng sao? Ngươi vừa rồi đánh lén bổn tiên tử cút ra đây cho ta. Bằng không, ta lập tức san bằng phạm vi trăm dặm này thành bình địa. Đừng gọi loạn nữa. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái.
sau đó vận phiếu miểu bộ xuất hiện trước mặt nữ nhân váy dài, là ta đánh ngươi đấy, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi! Nữ nhân váy dài đánh giá Hạ Thiên một chút, không khỏi kinh ngạc, chẳng qua chỉ là tạp trùng kim đan kỳ, ngươi ngay cả một sợi lông của bổn tiên cũng không đụng đến được, mau gọi người kia cút ra đây. Ngươi không tin đúng không? Vậy ta sẽ cho ngươi ăn thêm một cước nữa. Hạ Thiên mỉm cười, thân hình hóa thành quỷ mị vọt đến trước mặt nữ nhân váy dài. Thật can đảm! Nữ nhân váy dài phát hiện được quỹ tích tiến lên của Hạ Thiên, liền nhấc trưởng đánh qua. Một trưởng đánh vào hư không, sóng nước cuồn cuộn tản ra bốn phía, gần như phủ kín tất cả vị trí. Bành! Tuy nhiên, gương mặt nữ nhân váy dày vẫn chịu một cước, một lần nữa bay rớt ra ngoài. Không thể nào! Nữ nhân váy dài bay mấy chục mét thì ngừng lại, gương mặt xinh đẹp tức đến mức vặn vẹo, mắt trừng to muốn lồi ra ngoài, làm sao ngươi có thể tổn thương được ta? Kim đan kỳ đối với bổn tiên tử mà nói chẳng khác nào sâu kiến. Chẳng lẽ ngươi không phải kim đan kỳ mà là độ kiếp kỳ? Lời vừa ra khỏi miệng, tự nàng ta lắc đầu phủ định, không, tuyệt đối không có khả năng này. Cái nơi khỉ ho cò gáy này, linh khí mỏng manh, trong thời gian một vạn năm, làm sao có thể xuất hiện tu tiên giả độ kiếp kỳ? Cho dù cho thêm một vạn năm nữa, thậm chí 10 vạn năm cũng không có khả năng xuất hiện. Nữ nhân váy dài không thể nào tiếp nhận được Hạ Thiên là tu tiên giả kim đan kỳ, nhưng lại càng không cách nào tiếp nhận cái nơi khỉ ho cò gáy này lại có tu tiên giả độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ cũng không có gì lớn. Vẻ mặt Hạ Thiên không ra làm sao, trước kia ta chính là độ kiếp kỳ, mấy bà vợ của ta cũng là độ kiếp kỳ. Nếu ta khôi phục lại tu vi, muốn có bao nhiêu độ kiếp kỳ, ta cũng có thể tạo ra bấy nhiêu. Quả thật là đánh rắm. Nữ nhân váy dài tất nhiên không tin Hạ Thiên. Nàng ta vừa định mắng Hạ Thiên vài câu, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ý niệm, biểu hiện biến ảo chập chờn. Lần này nàng ta đến đây, Liên minh Tu Tiên đã phái một vị độ kiếp kỳ đỉnh phong là thần quân làm tiên phong, toàn quyền phụ trách chuyện tuần sát. Ba người bọn họ chỉ là tiên phong của thần quân. Cho nên, ngoại trừ nhiệm vụ do Liên minh Tu Tiên giao xuống, bọn họ còn nhận một nhiệm vụ cá nhân của thần quân. Chính là tìm một người có thể chiến đấu vượt cấp mà không cần nhìn tu vi. Người trước mắt rất phù hợp với yêu cầu. Nữ nhân váy dài nghĩ đến điều này, lập tức vận thần thức gửi tín hiệu cho hai đồng bạn của nàng ta. Đáng tiếc, không biết vì sao, đội trưởng Man Sơn lại không liên lạc được. Nàng ta đành phải gọi cho Bá Hỏa, này, Bá Hỏa. Ta gặp phải phiền phức, người mau đến đây hỗ trợ. Đối phương trả lời một cách khó chịu, ta đang bận, không rảnh. Mau cút đến đây, ta phát hiện người mà thần quân muốn tìm. Nữ nhân váy dài có chút nôn nóng quát. Hạ Thiên nhếch miệng, nhanh như vậy đã muốn gọi viện binh. Đáng tiếc, cho dù hắn ta đến cũng không cứu được ngươi. Dám đánh tiểu muội chân dài bị thương, hôm nay mặc kệ ai đến, ngươi cũng phải chết. Hạ Thiên nói rất hời hợt nhưng lời nói lại nặng ngàn cân. Ninh Nhụy Nhụy vốn đang lo lắng bất an, nhưng nhờ có băng hỏa linh khí, nàng cũng dần dần bình tĩnh lại. Nghe Hạ Thiên nói như thế, nàng không khỏi nhắc nhở, người tuyệt đối đừng nên chủ quan. Nữ nhân kia không đơn giản như vậy đâu. Ta chẳng quan tâm nàng ta đơn giản hay không. Dám đả thương nàng, nàng ta nhất định phải chết. Hạ Thiên nói. Gương mặt nữ nhân váy dài hiện lên sự khinh thường. Lạnh lùng nói, đám sâu kiến các ngươi thích khoe khoang cái gọi là chân tình, thật khiến người ta phải buồn nôn. Chuyện này chỉ có thể nói rõ các ngươi lãnh khốc vô tình, chẳng khác nào xúc sinh. Ninh Nhụy Nhụy chế giễu lại. Miệng lưỡi rất sắc bén, đáng tiếc lại không có thực lực. Sát ý trên mặt nữ nhân váy dài lại càng đậm. Nàng ta quát lớn một tiếng, thủy vô lượng quyết, ba mạc động thiên. Nàng ta ra lệnh một tiếng. Trên người lập tức dâng lên màn hơi nước nồng đậm. Vòng ngọc trên cổ tay nàng ta nhanh chóng biến lớn, biến thành một vòng sáng bao phủ phạm vi ngàn dặm. Bên trong vòng sáng này, hơi nước không ngừng bốc lên, phủ đầy thiên địa. Không thể nào. Ninh Nhụy Nhụy ngây người. Nàng hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được lại có người có thể làm được chuyện này. Cho dù nàng biết trên thế giới có tu tiên giả, thậm chí nàng cũng là một thành viên trong đó. Đồng thời còn tận mắt nhìn thấy sự lợi hại của một số người trong bí cảnh quy khư và tàn cảnh u minh, nhưng nàng vẫn bị tình huống trước mắt chấn kinh.
mọi người đang núp bên trong Lăng Tiêu Điện phái Tuyết Sơn thông qua khe hở do giọt nước đánh thủng lúc trước nhìn thấy cảnh tượng này, cũng đều kinh hãi không hiểu. Người dưới núi đã sớm bị luồng linh áp chấn ngất. Bên trong vòng sáng, tất cả người và vật đều trở nên mông lung. Cho dù là Hạ Thiên, hắn cũng có chút không nhìn rõ đồ vật ngoài 10 mét. Ninh Nhụy Nhụy cau mày, cảm giác không ổn, cẩn thận nàng ta mượn cơ hội đánh lén. Đánh lén. Từ chỗ sâu trong hơi nước vang lên một giọng nói lạnh lẽo, chỉ có loại sâu kiến như các ngươi mới dùng phương thức ti tiện đó. Bổn tiên tử sẽ đường đường chính chính giết chết các ngươi. Muốn thổi ra châu như thế nào thì thổi. Hạ Thiên cũng không bối rối, nhưng giữa ngón tay lại sáng lên định hải thần châm, tuy nhiên, ngươi có dùng nhiều nước đi chăng nữa cũng vô dụng đối với ta. Một châm này của ta sẽ phá hủy mấy chiêu thức màu mè của ngươi. Nữ nhân váy dài cười khẽ, khinh thường nói, ngươi cứ thử xem. Gió tự dưng nổi lên, hơi nước cuồn cuộn giống như lưỡi dao nhỏ vụn tùy ý chạm cắt bên trong vòng sáng. A, à, Ninh Nhụy Nhụy bị hơi nước ép xuống, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Cút, Hạ Thiên khẽ cau mày, rót băng hỏa linh khí vào định hải thần châm, một thức châm ngoại châm đâm tới. Bị ngân châm chỉ vào, một vòng xoáy linh khí lập tức khuấy động hơi nước bên trong vòng sáng. Toàn bộ thiên địa giống như rơi vào bên trong thời tiết khó lường, lúc sáng lúc tối. Người có chút bản lãnh đấy, đáng tiếc vẫn còn thiếu rất nhiều. Gương mặt nữ nhân váy dài lạnh lại, thủy vô lượng quyết, kinh đào phách nguyệt. Hơi nước cuồn cuộn lại phát ra tiếng rít chói tai. Bụi nước ngưng tụ từng chút một, hóa thành sóng nước, theo vòng xoáy Hạ Thiên vội vàng huy động. Một trận mưa to như chút nước bên trong vòng sáng. Chỉ là những giọt nước mưa này vô cùng ngang ngược, tàn bạo. Những nơi mà nó đi qua, phá thạch xuyên kim, không thể ngăn cản. Hạ Thiên, đừng liều mạng với nàng ta. Pháp thuật của nàng ta nhất định nhiều hơn ngươi. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy Hạ Thiên dường như đã rơi vào thế hạ phong. Nàng vội vàng nói, ngươi cứ tìm nàng ta, sau đó xử lý là được. Tiểu muội chân dài, nàng không cần nhắc nhở. Hạ Thiên lười biếng nói, ta có thể bắt nàng ta bất cứ lúc nào, nhưng những chiêu thức của nàng ta có chút tác dụng đối với nghịch thiên bát châm, trước cứ chơi với nàng ta một lát. Chờ đến khi nàng ta không còn tác dụng nữa, ta xử lý nàng ta cũng không muộn. Ninh Nhụy Nhụy nhắc nhở, ngươi cẩn thận, đừng để lật thuyền trong mương. Đúng là cuồng vọng. Nữ nhân váy dài nghe Ninh Nhụy Nhụy nói, tức đến mức giận sôi lên, ngươi dám so sánh bổn tiên tử với cống ngầm. Ngươi chết đi cho ta. Thân hình nữ nhân váy dài lóe lên, đến trước mặt Ninh Nhụy Nhụy. Lòng bàn tay khẽ nâng, giống như trời giáng đánh thật mạnh xuống Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy cắn chặt răng, vận linh khí toàn thân muốn liều mạng với đối phương. Tiểu muội chân dài, nàng đấu không lại nàng ta đâu. Hạ Thiên nhanh chóng xuất hiện, tay trái ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ninh Nhụy Nhụy, tay phải hóa trưởng nhẹ nhàng nghênh đón nữ nhân váy dài. Ha ha, dám so trưởng với bổn tiên tử, tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ chết. Nữ nhân váy dài mừng rỡ, sau đó khinh bỉ, ban đầu, ta cho rằng ngươi chính là cao thủ mà thần quân nhắc đến, bây giờ đến phiên ta sai rồi. Nhưng không sao, các ngươi cùng đến địa phủ làm uyên ương số khổ đi. Cái gì? Hạ Thiên muốn phản bác hai câu, chợt phát hiện trưởng lực của đối phương quả thật có chút không thích hợp. Hai trưởng tấn công. Lập tức có hai luồng khí kình âm nhu chui vào cơ thể của hắn. Luồng khí kình này chợt nhu chợt cương, lúc nhanh lúc chậm, hoàn toàn không có quy tắc, lại rất có lực phá hoại, ngươi không sao chứ? Ninh Nhụy Nhụy thấy sắc mặt Hạ Thiên không đúng, lập tức hỏi han. Lần đầu tiên Hạ Thiên nhìn thấy loại khí kình cổ quái này, hoàn toàn khác với bất cứ đối thủ nào mà hắn đã từng gặp qua trước kia, thậm chí cũng khác biệt quá nhiều với khí kình mà hắn nhận biết. Nhất thời, hắn không có cách nào ngừng lại luồng khí kình này phá hư bên trong cơ thể của hắn. Ha ha, loại khí kình này gọi là kiếp lực. Nữ nhân váy dài hứng thú nhìn mặt Hạ Thiên, cười nói các ngươi chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua. Chỉ có độ kiếp kỳ chân chính mới có thể nắm giữ. Cái nơi khỉ ho cò gáy này của các ngươi, vạn năm chưa từng có thiên đạo chi kiếp, làm sao biết được sự tồn tại của kiếp lực. Bất kể nó là kiếp lực hay là kiếp khí. Tất cả đều vô dụng đối với ta. Hạ Thiên thu lại định hải thần châm, sau đó đâm vào huyệt khí hải ngăn không cho luồng khí kình này phá hư khí hải đan điền của hắn,
đồng thời vận băng hỏa linh khí nắm giữ luồng khí kình đó. Vô dụng thôi. Nụ cười trên mặt nữ nhân váy dài lại càng đậm, giống như đang quan sát một con chuột đang vùng vẫy giãy chết, chỉ có kiếp lực mới có thể hóa giải kiếp lực. Tất cả những linh khí khác trước mặt kiếp lực đều không chịu nổi một kích. Ngươi cách cái chết chỉ còn một bước, nếu bây giờ ngươi cầu xin bổn tiên tha thứ, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một ngựa cũng không chừng. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chút thủ đoạn nhỏ này của ngươi còn chưa làm gì được ta đâu. Hạ Thiên ung dung nói, ta là Hạ Thiên, thiên trong thiên hạ đệ nhất, làm sao có thể thua trong tay tên ngốc ngươi được. Nữ nhân váy dài khinh thường nói, bổn tiên tử là độ kiếp kỳ hàng thật giá thật, ngươi nói ai ngu ngốc chứ? Độ kiếp kỳ ngu ngốc thì chính là ngu ngốc. Hạ Thiên nghiến răng nói, hắn mặc kệ khí kình trong cơ thể, bỗng dưng siết chặt nắm đấm vọt đến trước mặt nữ nhân váy dài, một quyền đập vào mặt của nàng ta. Bành! Mặc dù nữ nhân váy dài nhìn thấy, đồng thời còn sử dụng màn nước ngăn lại nắm đấm của Hạ Thiên, nhưng vẫn bị đánh trúng, cả người bay rớt ra ngoài. Phốc! Tuy nhiên, Hạ Thiên không khỏi há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Thiên! Ninh Nhụy Nhụy kinh hãi không thôi, tiến lên đỡ lấy Hạ Thiên, nhanh chóng kiểm tra thương thế trên người hắn, ngươi không sao chứ? Ngươi sao rồi? Tiểu muội chân dài, nàng không cần hoảng hốt. Hạ Thiên mỉm cười trấn an, ta không sao, chỉ là vấn đề nhỏ thôi mà. Ngươi, Ninh Nhụy Nhụy không biết Hạ Thiên thật sự không có việc gì hay là hắn đang an ủi nàng, đành phải thấp giọng nói, nếu không, chúng ta trước tránh đi, tìm những người khác hỗ trợ. Dù sao nữ nhân kia cũng là độ kiếp kỳ, không dễ đối phó đâu. Hạ Thiên nhếch miệng, tiểu muội chân dài, nàng không cần lo lắng. Ta biết nữ nhân kia như thế nào, ta có thể xử lý nàng ta được. Vậy ngươi cẩn thận, ta ở bên cạnh giúp ngươi lược trận. Ninh Nhụy Nhụy biết Hạ Thiên một khi đã quyết định, trên cơ bản không có mấy ai có thể khuyên được, chỉ có thể toàn lực ủng hộ hắn. Hạ Thiên lắc đầu nói, không cần. Lời này của hắn không phải khoác lác mà hắn thật sự đã tìm được cách đối phó luồng khí kình kia. Cái gọi là kiếp khí, nó đang tứ ngược trong cơ thể hắn, xác thực đã tạo thành thương tổn không nhỏ cho hắn, nhưng cùng lúc cũng lưu lại vết tích không cách nào ma diệt. Hạ Thiên có băng hỏa linh thể, am hiểu nhất chính là bắt bước, hấp thu sức mạnh của người khác. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể trong thời gian ngắn khám phá ra được tất cả kỹ năng, phương pháp, quyết khiếu của người khác trong vô số lần chiến đấu, đồng thời còn có thể nhanh chóng trả đũa. Căn cứ theo dấu vết kiếp lực lưu lại, hắn rất nhanh bắt được nguồn gốc của luồng sức mạnh này. Mặc dù lĩnh ngộ vẫn còn rất nông cạn nhưng Hạ Thiên cảm thấy đã đủ rồi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, nữ nhân của ngươi chết chắc, cả nhà của ngươi, thậm chí 10 đời của ngươi cũng chết chắc. Nữ nhân váy dài nhanh chóng quay lại, gương mặt có thêm một dấu tay mờ nhạt. Nàng ta chưa từng nghĩ đến có ngày nàng ta lại bị một tu tiên giả ở cái nơi chim không thèm ị này bước đến chật vật như thế. Tâm thái nhàn nhã vừa rồi đã hoàn toàn không còn. Hiện tại, nàng ta chỉ muốn thiên đao vạn quả tất cả những người trước mắt, khiến thần hồn bọn họ câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh, thủy vô lượng quyết, thiên địa khuynh phúc. Nữ nhân váy dài tế ra chiêu thức mạnh nhất của mình. Chỉ thấy vòng sáng kia nhanh chóng co vào, trở về lại cổ tay của nàng ta. Nhưng toàn bộ thiên địa giống như bị đảo lộn. Ninh Nhụy Nhụy cả kinh đến mức tròng mắt như muốn rơi xuống. Bên dưới cơ thể của nàng là bầu trời với những đám mây dày bồng bềnh. Đỉnh đầu của nàng là vô số đại địa sơn phong. Tiếp theo, những sơn hà địa hải này đều hóa thành hình dạng giọt nước treo phía trên Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Tiểu tử, bổn tiên tử không tin ngươi có thể chịu được sức mạnh của thiên địa. Hạ Thiên đưa tay ôm lấy Ninh Nhụy Nhụy. Cười nói, ngươi không đại diện cho thiên địa được đâu. Ở đây, ta mới là thiên địa. Sóng sạc nhỉ. Nữ nhân váy dài cười nhạo một tiếng, vung tay lên, sơn hải vô cùng vô tận xông tới Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Nếu ngươi đã muốn chơi thiên địa đảo ngược, ta sẽ bồi ngươi chơi. Hạ Thiên nở nụ cười giảo hoạt, sau đó cùng với Ninh Nhụy Nhụy biến mất. Ngươi trốn cũng vô dụng thôi. Nữ nhân váy dài khinh thường nói. Trước mặt một chiêu này của nàng ta, không ai có thể trốn, cũng không có khả năng trốn được. Trừ phi hắn cũng là độ kiếp kỳ, nhưng hắn hiển nhiên không phải. Ai nói ta muốn chạy trốn? Âm thanh của Hạ Thiên bỗng nhiên truyền từ phía trên xuống.
Nữ nhân váy dài cảm thấy tê cả da đầu. Nàng ta ngẩng đầu lên, sơn hải vô tận ầm ầm đập xuống. Không thể nào. Nàng ta mở to mắt, trong đầu chỉ có ba chữ này. Một chiêu này, xác thực không ai có thể né tránh. Oanh! Thiên địa lật úp, sơn hải chảy ngược, đủ loại uy năng nện vào ngực của nàng ta. Sơn hải đánh nát, tất cả đều biến thành gợn sóng, kích tán bốn phía. Tiếp theo, thiên địa khôi phục lại nguyên dạng. Nữ nhân váy dài dường như bị đánh vào lòng đất, tạm thời không thấy bóng dáng, không biết sống chết ra sao. Nàng ta chết rồi sao? Ninh Nhụy Nhụy vẫn còn sợ hãi hỏi. Chỉ trong chớp mắt vừa rồi, nàng cảm thấy mình muốn tránh cũng tránh không được, cũng cho rằng nàng và Hạ Thiên tuyệt đối chết chắc. Kết quả cả hai vẫn còn sống sót. Ta không biết nữa. Hạ Thiên thản nhiên nói, chờ lát nữa sẽ biết thôi. Ninh Nhụy Nhụy thở phào, sau đó có chút lo lắng hỏi, nếu nàng ta không chết, có phải là do chúng ta tránh kịp lúc hay không? Hay là một chiêu vừa rồi vô dụng đối với ngươi? Mặc dù nữ nhân đó có chút ngu xuẩn nhưng một chiêu kia đích thật rất lợi hại, không thể nào né tránh được. Hạ Thiên lắc đầu, nghiêm túc nói. Ninh Nhụy Nhụy nghi hoặc hỏi tiếp, vậy tại sao ngươi có thể mang ta tránh cùng thế? Không phải tránh, mà là nàng ta ngay từ đầu đã tự khóa chặt mình. Hạ Thiên thản nhiên đáp lại. Ninh Nhụy Nhụy nghe Hạ Thiên nói, không khỏi càng thêm hồ đồ, tại sao nàng ta lại khóa chặt bản thân mình chứ? Tiểu muội chân dài, nàng đúng là ngốc. Hạ Thiên nhìn Ninh Nhụy Nhụy một cái, sau đó giải thích, nàng còn nhớ trận pháp lộn ngược gặp được ở Linh Mạch Thiên Sơn không? Cái này thì ta nhớ, cái đó gọi là điên đảo âm dương trận, chỉ cần ngươi tiến vào trận nó sẽ biến ra một nam một nữ dùng y như ngươi. Ninh Nhụy Nhụy đáp, tuy nhiên, không phải chúng ta đã giao trận pháp đó cho Luyện Tố Tố xử lý sao? Nó cũng không còn tồn tại mà. Hạ Thiên gật đầu, trận pháp đúng là đã giao cho nàng ta xử lý, nhưng ta đã quan sát trận pháp đó, biết được một số quy tắc bố trí. Cho nên vừa rồi, ta đã tiện tay sử dụng cho nữ nhân ngu ngốc kia. Ngươi định biến nàng ta thành nam nhân? Ninh Nhụy Nhụy kinh ngạc hỏi. Hai, tiểu muội chân dài, nàng đần chết đi được. Hạ Thiên lười biếng trả lời, ta dùng chỉ là phần điên đảo, không phải phần âm dương. Kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Tâm trạng Ninh Nhụy Nhụy thoáng thả lỏng một chút nhưng vẫn còn có chút lo lắng, nếu chẳng may nàng ta vẫn còn đồng bọn, một mình ngươi làm sao ứng phó được? Hạ Thiên thản nhiên nói, nàng ta nhất định có đồng bọn, hơn nữa còn lập tức chạy đến đây ngay. Bây giờ ta đi thông báo cho những người khác, nhờ bọn họ đến hỗ trợ. Ninh Nhụy Nhụy lập tức móc điện thoại ra, dự định gọi cho đám người Y Tiểu Âm, Tô Bối Bối. Không cần đâu. Hạ Thiên khoát tay, sau đó nói với Ninh Nhụy Nhụy, đám ngớ ngẩn đó đều là độ kiếp kỳ. Vợ Y, còn có bối nhà đầu đều không phải đối thủ của bọn họ. Gọi đến cũng không có tác dụng gì đâu. Nàng có thể thông báo cho muội muội chân dài, còn có vợ đại yêu tinh. Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt hỏi, hai người bọn họ đang ở đâu? Bọn họ hẳn đang ở tiểu tiên giới. Hạ Thiên dựng thẳng ngón tay nói với Ninh Nhụy Nhụy, tuy nhiên, bọn họ nhất định cũng đã cảm giác được những người này giáng xuống, nói không chừng cũng đã ra ngoài. Được, vậy để ta đến tiểu tiên giới. Ninh Nhụy Nhụy suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng rồi nàng lại hỏi Hạ Thiên, làm sao mà ta lên đó được? Tiểu muội chân dài, nàng chỉ cần như thế này là được. Hạ Thiên nhẹ giọng thì thầm phương pháp tiến vào tiểu tiên giới bên tai Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, bây giờ ta đi ngay. Hạ Thiên bỗng nhiên chỉ vào hướng phái Tuyết Sơn, tiểu muội chân dài, nếu nàng lo lắng cho an nguy của gia gia nàng, nàng có thể dẫn ông ấy đi cùng. Ở đó an toàn hơn một chút. Ninh Nhụy Nhụy suy nghĩ một chút, sau đó trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên, nếu mang hết người của phái Tuyết Sơn lên đó, hẳn cũng không có vấn đề gì chứ. Cái này tùy nàng, Hạ Thiên hoàn toàn không có ý kiến. Vậy để ta mang bọn họ đến tiểu tiên giới tránh một chút. Ninh Nhụy Nhụy nói với Hạ Thiên, nếu hai người kia không có ở tiểu tiên giới, ta sẽ quay về giúp ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, từ chối cho ý kiến. Ninh Nhụy Nhụy lập tức trở về phái Tuyết Sơn, gọi tất cả mọi người ra ngoài, về sau, nơi này khả năng sẽ có một trận đại chiến, thật sự không an toàn. Nếu ai không muốn liên lụy vào, người đó có thể theo ta đến tiểu tiên giới để tránh nạn.
tiểu tiên giới. Đây không phải phúc địa động thiên trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ nó thật sự tồn tại? Không phải là giả chứ? Ánh mắt đám người băng vạn phát hiện lên sự kinh ngạc, vội thảo luận với nhau. Bọn họ có nghe đến sự tồn tại của tiểu tiên giới, nhưng chưa từng nhìn thấy, còn tưởng rằng đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Ta không có thời gian giải thích đâu. Ninh Nhụy Nhụy dùng phương pháp mà Hạ Thiên đã dạy, mở một kim quang môn trước đại điện phái Tuyết Sơn, mọi người vào trong rồi hãy nói. Nếu ở lại lâu, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Băng Vạn Phách lập tức nói, ta tin Hạ Tiên Sinh, đồng thời cũng tin Nhụy Nhụy. Đi thôi. Hạ Thiên, hắn không sao chứ. Ninh Vọng Hải đương nhiên sẽ không hoài nghi cháu gái của mình, chỉ là có chút lo lắng chuyện khác. Ninh Nhụy Nhụy nói, ra ra, ông yên tâm đi, bản lãnh của Hạ Thiên như thế nào, ông hẳn cũng biết rõ ràng. Nếu chúng ta ở lại đây, cũng chỉ gia tăng phiền phức cho mọi người, chỉ bằng đến nơi an toàn, đỡ khiến cho các người phân tâm. Ninh Vọng Hải kêu gọi các đệ tử phái Tuyết Sơn còn lại cùng với người của Liên Minh Cửu Sơn còn chưa kịp rút đi. Đám người kia nhìn nhau, nhớ đến nguy hiểm vừa rồi, tất cả cùng tiến vào Kim Quang Môn. Ninh Nhụy Nhụy tốn thêm chút thời gian đón những người dân bình thường đang lo lắng dưới núi lên luôn. Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu không thể đối đầu, thật ra chạy trốn cũng không có gì quan trọng. Bảo mệnh quan trọng hơn. Ninh Nhụy Nhụy dặn dò một câu với Hạ Thiên, sau đó tiến vào tiểu tiên giới, Kim Quang Môn nhanh chóng biến mất. Tất cả các ngươi đều đáng chết, ta sẽ phá hủy tinh cầu này của các ngươi. Chưa đến một giây sau khi Kim Quang Môn biến mất, bên trong khe đất vang lên tiếng quát giận dữ của nữ nhân váy dài. Ai cũng đừng hòng sống sót. Tiếp theo, một cột nước màu đen từ dưới lòng đất phun lên, trong nháy mắt bao phủ nửa ngọn núi tuyết. Loại nước màu đen này có tính ăn mòn cực mạnh, tất cả núi đá, cây cối đều không cách nào ngăn cản. Nửa ngọn núi tuyết giống như biến thành một vũng nước đen. Tiểu tử, người có gan thì đừng trốn. Nữ nhân váy dài chậm rãi hiện lên trong vũng nước đen. Lạnh lùng nói, đương nhiên, ngươi chạy trốn cũng không sao. Mặc kệ ngươi núp ở đâu, bổn tiên tử cũng có thể tìm đến ngươi, sau đó để cho ngươi sống không bằng chết, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Khoác lác nhiều cũng vô dụng thôi. Hạ Thiên vẫn hờ hững như cũ, để xem ngươi có thực lực đó hay không. Hừ, tiểu tử, ngươi giả bộ nhiều hơn nữa cũng chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Váy trên người nàng ta cũng đổi thành màu đen, sắc mặt ngưng trọng. Khàn giọng giễu cợt, ngươi thật sự cho rằng ngươi chiếm được tiện nghi nhất thời thì có thể phân cao thấp với bổn tiên tử sao? Nói xong, nàng ta khinh bỉ nhìn Hạ Thiên, kiếp lực của ta ở trong cơ thể ngươi, đến bây giờ ngươi vẫn còn chưa khống chế được. Không sao, dù sao ta cũng có thể chữa trị cho mình bất cứ lúc nào. Hạ Thiên lười biếng nói, ai bảo ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ chứ? Chút vết thương nhỏ đó không thành vấn đề. Lửa giận nữ nhân váy dài đã đạt đến đỉnh điểm. Đây là lần đầu tiên nàng ta bị người ta đẩy đến tình cảnh như thế này, cái gì mà thần y cẩu thí, chỉ là sâu kiến mà thôi. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi cảm nhận một chút cái gì gọi là độ kiếp kỳ. Bổn tiên tử muốn giết chết ngươi đơn giản như giết chết một con kiến. Hắc thủy vô lượng, sơn triều như thú. Nàng đưa tay chỉ một cái, một luồng khí kình cương mãnh không thể đỡ kéo theo sóng đen cuồn cuộn. Phô thiên cái địa lao về phía Hạ Thiên. Từng đợt sóng màu đen giống như những con mãnh hổ dương nanh múa vuốt, hung mãnh dị thường. Hạ Thiên cũng không đứng đó mà đón đỡ, ngược lại sử dụng phiếu miểu bộ cẩn thận né tránh những con sóng kia. Thân pháp ngả ngớn, sơ hở trăm ngàn chỗ. Gương mặt nữ nhân váy dài hiện lên sự khinh thường, chẳng qua cũng chỉ là công pháp nguyên anh kỳ. Muốn trốn tránh hắc lãng thú triều của ta, quả thật là người si nói mộng. Trong khi nàng ta đang nói chuyện, thủy triều đen kịt đã bao phủ phạm vi trăm dặm. Càng nhiều con sóng giống như hắc thú nóng nảy nhảy lên, không ngừng cắn xé Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa phải áp chế kiếp lực sao động trong cơ thể, lại phải vận phiếu miểu bộ để tránh né, linh khí tiêu hao bên trong cơ thể có chút lớn. Để ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Nữ nhân váy dài thấy Hạ Thiên vẫn còn đang nhảy nhót tưng bừng, rốt cuộc lửa giận không thể che đậy, hắc thủy vô lượng. Vạn tượng tùy lãng. Hắc triều bao trùm phương viên trăm dặm bỗng dưng giống như nước đun sôi, mỗi một giọt nước đều bắn tung tóe. Hạ Thiên không chỗ tránh, cũng không cách nào tránh né.
Một lát sau, trên người hắn dính mấy giọt nước, bọn chúng giống như sắt gặp nam châm, trong nháy mắt bị hút vào. Chỉ trong chớp mắt, Hạ Thiên đã bị bao phủ kín không kẽ hở. Để ta xem ngươi làm sao mà trốn, làm sao mà tránh. Nữ nhân váy dài ngưng tất cả hắc triều trong phạm vi trăm dặm lên người Hạ Thiên, biến hắn thành một băng điêu màu đen. Cơ thể Hạ Thiên không thể động đậy, chỉ có trong mắt là còn đảo lòng vòng. Hừ, bây giờ ngươi cầu xin tha thứ cũng vô dụng thôi. Nữ nhân váy dài nhìn chằm chằm Hạ Thiên, điên cuồng quát mắng, bổn thiên tử sẽ rót hết tất cả hắc triều vào cơ thể của ngươi, khiến cho ngươi cảm nhận được sự đau đớn vô tận, sau đó cắt cơ thể, linh hồn của ngươi thành từng khúc, khiến cho ngươi sống không bằng chết, thần hồn câu diệt. Nói xong, nàng ta không chút do dự bóp thủ ấn. Chỉ thấy thủy triều đen kịt chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn đã tràn hết vào người Hạ Thiên. Lúc này, Hạ Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, từng sợi linh khí bị thổi tan. Một lát sau, Hạ Thiên ngã xuống đất, mắt hoàn toàn không còn thần thái, cơ thể cũng dần dần hòa tan. Hừ, tiểu tử, ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình. Bây giờ ngươi đã biết chỗ kinh khủng của độ kiếp kỳ chưa? Lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên sau lưng của nàng ta, độ kiếp kỳ cũng chẳng có gì đặc biệt. Cái gì? Nữ nhân váy dài sợ hãi cả kinh, đột nhiên quay đầu, vừa lúc một ngân châm đột nhiên xuất hiện đâm vào mi tâm của nàng ta. Ngươi, sao ngươi lại, trong mắt nàng ta như muốn lồi ra, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được hiện thực. Khi ngươi giết người lại không phân biệt được thật giả sao? Hạ Thiên mỉm cười, tiện tay chỉ vào Hạ Thiên đã biến thành vũng nước đen, người kia là giả, chính là chế phẩm dùng nguyên lý điên đảo âm dương trận để phục chế. Đương nhiên, hắn giống ta như đúc, chỉ là không lợi hại bằng ta thôi. Nữ nhân váy dài nổi giận, đưa tay muốn chụp chết Hạ Thiên. Đáng tiếc, nàng ta phát hiện cơ thể của mình không động đậy được nữa. Hạ Thiên cười nói, con người của ta khá hiền lành, không có nhiều suy nghĩ ác độc giống như người, chỉ đơn giản muốn ngươi đi chết đi mà thôi. Bảo ta chết. Nữ nhân váy dài giận quá hóa cười, quát mắng Hạ Thiên, ngươi còn chưa có bản lãnh đó đâu. Ta là độ kiếp kỳ, mặc dù chỉ là sơ kỳ nhưng đã có kiếp lực mang theo, đồng thời còn tôi luyện đạo mạch cương thể. Ngươi lấy cái gì để giết ta? Giết ngươi không cần mấy thứ lòe loẹt. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đầu ngón tay sáng lên một cây ngân châm, chỉ cần cái này là được rồi. Ha ha, đúng là cười chết người. Nữ nhân váy dài bật cười vì sự ngây thơ của Hạ Thiên, chỉ là ngân châm mà cũng muốn giết ta. Ngươi cho rằng đạo mạch cương thể là gì? Giấy hay là bùn? Đạo mạch cương thể. Hạ Thiên khinh thường hỏi, lại là cái thứ đồ chơi lòe loẹt gì thế? Nữ nhân váy dài giật mình, nhưng rồi lại khinh thường nói, ngay cả đạo mạch cương thể cũng không biết, ngươi cũng xứng gọi là tu tiên giả. Mấy chuyện tu tiên đối với ta mà nói, muốn tu thì tu, chẳng khác gì ăn cơm uống nước, chẳng có cái gì là xứng hay không. Hạ Thiên nhếch miệng. Hờ hững nói, chỉ cần ta cao hứng, ta có thể đưa một người bình thường trở thành kim đan kỳ, thậm chí tu tiên giả độ kiếp kỳ. Chỉ có loại ếch ngồi đáy giếng, hoàn toàn không hiểu về thiên đạo mới nói ra những lời khoác loác không thiết thực này. Nữ nhân váy dày lại càng khinh thường Hạ Thiên hơn, cho dù nàng ta đang bị Hạ Thiên khống chế, nhưng cũng không thay đổi thái độ của mình đối với hắn. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đây không phải khoác lác mà là sự thật. Ta đoán chừng ngươi ngay cả đạo mạch cương thể là gì cũng không biết. Trong lời nói của nữ nhân váy dài tràn ngập cảm giác ưu việt, chỗ của ngươi ngay cả một đạo pháp truyền thừa hoàn chỉnh cũng không có, đúng là đáng thương. Ta không cần biết, Hạ Thiên nói. Ha ha, vẫn rất mạnh miệng. Nữ nhân váy dài ngược lại hào hứng, nhưng thật ra nàng ta đang kéo dài thời gian để sư đệ bá hỏa của nàng ta đến, cái gọi là đạo mạch, chính là tiến hành tôi luyện hồn phách. Ý thức và thần thức trong quá trình tu tiên, hình thành một chỉnh thể không gì phá vỡ được. Có như thế, khi độ kiếp, người có mới có thể kháng cự tâm ma xâm nhập. Cái gọi là cương thể, chính là lúc nào cũng phải rèn luyện nhục thân của mình. Đây là chỗ yếu ớt nhất của tu tiên giả nhân loại. Chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Cho nên, liên minh tu tiên có một công pháp rèn thể trọn vẹn. Chỉ cần dựa vào công pháp này. Khi tu luyện đến độ kiếp kỳ, nhục thể của chúng ta đã là kim cương bất hoại. Cho dù là thiên kiếp cũng vô pháp phá hủy.
Khi nói những lời này, nữ nhân váy dài còn khinh thường đánh giá Hạ Thiên, ta thấy cơ thể của ngươi không có cương khí, thần thức cũng không có đạo ngân, hiển nhiên ngươi vẫn chưa tiến hành phương thức rèn luyện đó. Nếu thiên kiếp thật sự đến, chỉ sợ ngươi sẽ bị thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Độ kiếp kỳ ngươi lợi hại như thế, tại sao lại bị ta bắt? Hạ Thiên nhếch miệng nói, gương mặt không hề có chút biểu cảm. Đó chẳng qua là do ta chủ quan. Nữ nhân váy dài tuyệt không thừa nhận nàng ta thua trong tay Hạ Thiên, chỉ cho rằng Hạ Thiên đã dùng thủ đoạn hèn hạ, vô sỉ mà thôi. Cộng thêm nàng ta nhất thời vô ý mới khiến cho đối phương có cơ hội. Chỉ cần nàng ta cẩn thận một chút, dù chỉ là một chút xíu, cũng tuyệt không có khả năng bị khuất nhục như lúc này. Hạ Thiên cười nói, người trong liên minh tu tiên các ngươi đều thích kiếm cớ như vậy sao? Ngươi đừng nên quá tự cho là đúng. Nữ nhân váy dài hừ lạnh một tiếng, ta đã gọi sư đệ của mình đến. Hắn ta không dễ bị lừa giống như ta đâu. Chỉ cần hắn ta đến, ngươi chắc chắn sẽ chết. Hạ Thiên nghiêm túc nói, được, vậy thì chờ hắn ta đến, ta sẽ giết ngươi trước mặt hắn ta. Nữ nhân váy dài không khỏi ngẩn ra. Nàng ta vạn lần không nghĩ đến Hạ Thiên sẽ nói như vậy. Nàng ta không hiểu một tu tiên giả chỉ là kim đan kỳ, lại còn là sâu kiến, làm sao có được khí phách như thế. Nhưng nghĩ lại tình huống của mình bây giờ, cộng thêm giao phó của thần quân trước đó, trong lòng nàng ta không khỏi lạnh lại. Chẳng lẽ người trước mắt thật sự có bản lãnh nghịch thiên? Nữ nhân váy dài lại lắc đầu. Nàng hoàn toàn không tin rằng ở cái nơi hẻo lánh này có thể xuất hiện một đại nhân vật trong truyền thuyết. Cho dù hắn thật sự có tư chất gì đặc biệt, chẳng qua cũng chỉ là kim đan kỳ mà thôi, có thể xóa bỏ hắn bất kỳ lúc nào. Hắn tuyệt đối không uy hiếp được sự tồn tại của liên minh tu tiên. Sư đệ của ngươi còn chưa đến sao? Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn nói, quá chậm đi. Tốc độ độ kiếp kỳ liên minh tu tiên các ngươi đều chậm như vậy sao? Nữ nhân váy dài lãnh đạm nói, ngươi nên lo lắng cho chính mình đi. Hắn ta vừa đến, ngươi nhất định phải chết, những người mà ngươi muốn bảo vệ cũng phải chết theo luôn. Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Lúc này, một bóng người từ đằng xa bay đến, đứng trước mặt Hạ Thiên, lo lắng hỏi. Bối nha đầu, tại sao nàng lại đến đây? Hạ Thiên nhìn người đến, có chút kỳ quái hỏi. Tổ bối bối không khỏi chừng Hạ Thiên, cả giận nói. Người bỗng nhiên không nói tiếng nào chạy đi, người cho rằng ta sẽ nghĩ như thế nào. Vừa nãy nhụy nhụy ở trong nhóm nói người đang gặp nguy hiểm ở đây, cho nên ta đến, xem có thể giúp người một tay hay không. Hạ Thiên ung dung nói, chẳng có việc gì đâu, chỉ là tu tiên liên minh phái người đến, ta đang xử lý mà thôi. Nữ nhân váy dài cười lạnh, người đừng nói sai, là chúng ta đến xử lý đám sâu kiến các ngươi. Nàng ta chính là người trong liên minh tu tiên. Tô bối bối nhìn nữ nhân váy dài đang lơ lửng giữa không trung, không động đậy được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 188.